Vâng, và chào mừng các bạn quay trở lại với những diễn biến của đấu trường danh vọng Serie B mùa 1. Và chúng ta đã đi qua hai trận đấu rất hấp dẫn và chúng ta cùng đến với trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay. Trận thi đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Interdub và GTV. Ngày hôm nay thì GTV sẽ có trận thi đấu thứ hai của mình. Trận thi đấu đầu tiên họ đã thất bại tương đối đáng tiếc trước iMaster. Và trong trận thi đấu thứ hai này thì nếu như tiếp tục thất bại thì gần như cơ hội để thăng hạng của GTV là không nhiều. Mới chỉ là ở ngày thi đấu thứ hai thôi, nhưng nó sẽ phân loại ra khá là nhiều. Một đội tuyển ở bên phía top trên và một đội tuyển ở bên phía top dưới. Ở thời điểm hiện tại, iMaster đã có 4 điểm, IGP có 2 điểm, EVOS có 2 điểm, IGP có 0 điểm. Có 0 điểm vì hôm qua họ thua. Chúng ta sẽ tính theo kiểu thắng thì được cộng và thua thì được trừ, đúng không? Đúng. Như vậy thì chỉ có bên phía của iMaster là có 3 điểm. Rồi, hiện tại đang tạm thời đang là dẫn đầu. Đúng rồi. Sau đó là đến đội tuyển EVOS và IGP Gaming đều có 0 điểm. Rồi, và Interduck và EVOS Interduck thì có 2 điểm. Họ đang chia ra làm vị trí top 3. Thôi, quay trở lại với trận thi đấu ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với đội hình ra quân của bên phía GTV, gồm có Bin Họa Mì, Quoti, Sorry, Phương TQ và Thunota. Thật sự thì theo nhận định, tôi đã nhận định từ ngay từ thời điểm đầu rồi, tức là GTV vẫn là một đội tuyển ở cửa dưới so với lại cả Interduck. Những con người của Interduck cảm tưởng thì có vẻ như vẫn chất lượng hơn so với GTV. Đây là đội hình ra quân của Interduck trong ngày hôm nay: Chris Kuhn, Blaze S thì đúng hơn, và Nofia Martin Gatrix. Đội hình của họ thì có hai thành viên đã từng thi đấu chuyên nghiệp, đó là Blaset và Nofia. Thêm một thành viên khác đó là Martin và Garrick, thì đây cũng là hai thành viên đã từng vô địch vòng loại của Thành phố Hồ Chí Minh hồi mùa xuân 2019, tức là mùa vừa rồi, nhưng vì một số vấn đề mà đội tuyển của họ không được tham gia mà phải nhường vị trí lại dành cho FAPTV. Nhưng với một lineup mới đến mùa giải năm nay thì họ đã chính thức có được một vị trí tham gia vào giải Serie B, và nếu vô địch hoặc có vị trí thứ hai của Serie B thì họ chính thức lên được giải A. Đặc biệt là anh chàng Martin, cái ngày anh ta vô địch hồi mùa xuân, đó là cái ngày mà anh ta đã khóc rất nhiều. Dường như cái khao khát được tham dự giải đấu trường danh vọng chuyên nghiệp của anh ta là cực kỳ lớn, nên mùa giải này anh ta đã quay lại rất mạnh mẽ. Trong quá khứ thì nếu như đánh ở những bậc rank cao thì các bạn cũng thường sẽ được gặp Martin, một người chơi cũng có được cho mình cái chất lượng chuyên môn cực kỳ cao ở những bậc rank cao. Đây là key player của bên phía GTV, và đó là Bin Họa Mì. Ngày hôm qua anh ta quẩy rất tốt với con bài Vered, và có lẽ là trong đội hình của GTV ngày hôm qua thì có lẽ anh ta cũng là một trong những người chơi tròn vai nhất. Còn tựu chung lại thì đội hình của GTV có sự không liền mạch, có một sự rời rạc ở trong đội hình của họ. Họ chưa có được cái chất gắn kết thực sự dành cho các thành viên đối với nhau. Còn bên phía của Interduck đó là Nofia, ngày hôm qua anh ta đã chơi rất tốt ở vị trí đường giữa, đặc biệt là với con bài Rat. Ngày hôm qua tôi ấn tượng với Rat hơn. Rat đấm cực kỳ tốt trong ngày thi đấu hôm qua. Tôi cũng đang định có cái ý chung với Hải Phong, đó là ngày hôm qua tôi thích Rush của Nofia hơn. Những cú đấm kết hợp tốc biến của anh ta thực sự là đáng nể, và có được cái độ đột biến cũng như tính sát thương cực kỳ cao vào vị trí chủ lực của đối phương. Nofia đây là mùa giải thứ 3 anh ta thi đấu, với hai mùa giải đấu trường chuyên nghiệp và một mùa giải đấu tại Serie B. Nhưng những gì mà Nofia để lại, tựu chung lại tôi đang thấy là tốt nhưng không đủ để những đội tuyển chủ quản của anh ta đánh giá cao anh ta. Đúng. Tôi đang không biết tại sao. Tôi đang nhớ đến đó là cái mùa đông năm 2018, đó là khi mà anh ta cùng màu áo với đấng IM trong đội tuyển Tamagoa. Thì cái lúc mà Tamagoa là một kẻ ngáng đường thuần thục khiến cho các đội tuyển ở top 4 đều phải lo ngộ, có sự góp mặt của Nofia. Đều có sự góp mặt của Nofia cũng như là Wygod. Đồng ý. Có những cái pha thi đấu mà anh ta đã xử lý rất cân kèo. Tôi nghĩ nếu cái phong độ đó của anh ta được giữ từ giai đoạn đầu của giải mùa đông thì có lẽ cái thứ hạng của Tamagoa chắc chắn nó sẽ cao hơn so với những gì chúng ta đã thấy. Tức là tôi cũng đang không hiểu tại sao, có lẽ đến từ việc là cái bể tướng của Nofia nó không được dày chăng. Bởi vì rõ ràng là trong mùa giải đó Nofia đánh rất tốt. Ở mùa giải tiếp theo khi đánh đấu trường danh vọng mùa này thì Nofia đánh không thực sự tốt. Nofia phải chuyển sang một vai trò mới, không phải là đường giữa, và anh ta không phát huy được vai trò đó. Đó là vai trò xạ thủ, và anh ta chỉ được sử dụng trong một vài ván đấu thôi, và những ván đấu đó anh ta ra sân cũng chỉ ở mức tròn vai, không phải quá tạ nhưng cũng không phải là một nhân tố gánh team gì cả. Và quay trở lại mùa này, khi đánh ở mùa giải nó phù hợp hơn với năng lực của anh ta thì anh ta đang tỏa sáng trong trận thi đấu đầu tiên. Và trong trận thi đấu tiếp theo này đối đầu với GTV, anh ta vẫn tiếp tục có cơ hội tỏa sáng, với việc GTV cũng đang là một đội tuyển không có tính gắn kết quá cao. Và
ở những đội tuyển không có tính gắn kết cao ấy, thì cái tính sát thương của người chơi đường giữa là cực kỳ quan trọng để phá vỡ cái đội hình đó. Bởi nên nhớ, sức sát thương ở đường giữa là khủng khiếp và hoàn toàn có thể hạ gục bất kỳ một thành viên nào đi lẻ của đối phương. Và trong bối cảnh đối phương đang đi lẻ như vậy, Tulen là một con bài có thể hạ gục cả team cơ. Đúng là gần như là Thanos. Đồng ý, đây cũng là một vị tướng thuận tay dành cho No Fear nữa. Thì anh ta vẫn... những cái lượt cấm đầu tiên đến từ bên phía của GTV không ngắm vào khu vực đường giữa, cho nên No Fear hoàn toàn có thể lấy trước cho mình những vị tướng mà anh ta có thể gây ra nguồn sát thương cực kỳ dồi dào. Đặc biệt là bên phía của GTV, họ đã lấy trước cho mình, đó là một con bài xạ thủ đang rất mạnh ở phiên bản hiện tại. Thực ra đây là cái phiên bản mà chúng ta chưa cập nhật đến phiên bản như đang đánh ở trong rank. Chưa phải phiên bản 4.0. Tức là Hayate chưa có chí mạng sát thương chuẩn. Nhưng tạm thời thì đây cũng vẫn là một vị tướng cần được ưu tiên lấy trước nếu không bị cấm ở những giai đoạn đầu tiên của trận đấu. Có một vài đội tuyển sẽ không ưu tiên lấy trước Hayate. Nhưng hiện tại thì bên phía của GTV đã ưu tiên cho Hayate. Ngoài ra họ còn ưu tiên cho hai vị trí nữa, cũng là những vị trí khá mạnh trong meta. Sau khi Timmy bị cấm đi thì Badum cũng là một vị tướng mạnh và Sephira cũng là một vị tướng mạnh. Việc lấy đi cả hai con bài này đồng nghĩa với Sephira sẽ đi đường giữa. Nhưng có vẻ như cái mục đích mà họ hướng tới cao hơn đó là về việc khiến cho Izrak không có được những con bài mạnh ở vị trí là xạ thủ, à trợ thủ thì đúng hơn. Đúng. Và thêm một con bài nữa với Tulen thì Dasi đang là một vị trí có thể là dành cho vị trí đi rừng dành cho Play. Play trước ngày thi đấu khai mạc của đấu trường danh vọng Serie B thì có nhắn tin riêng cho tôi, và là tên của em đọc như này có đúng là Play không anh? Thì tôi nghĩ là thôi cứ đọc là anh ta là Play cho đúng với nguyện vọng mà anh ta đang muốn. Và anh ta cũng mới chỉ trên vị trí đi rừng được 10 ngày mà thôi, tính đến ngày hôm nay là ngày thứ 12. Nhưng tạm thời thì anh ta cần trau dồi thêm kỹ năng đi rừng của mình hơn nữa để tránh những cái tình huống di chuyển lệch lạc như ngày hôm qua. Thật ra là anh ta chém gió đấy. Trong quá khứ thì tôi chơi với anh chàng này khá là nhiều, từ ngày anh ta vẫn còn lấy tên là SGP Sun. Đúng rồi. Tức là cái thời điểm đầu anh ta là một thành viên của clan SGP và anh ta đánh chủ yếu với vị tướng Nakroth. Ngày đó thì anh ta vẫn đi rừng rất là nhiều. Nhưng có một điều là anh ta nói cũng đúng thật, là tức là từ ngày anh ta đánh chuyên nghiệp thì chủ yếu anh ta đánh ở vị trí đường đơn. Và có vẻ như là cái quá trình train team để đánh chuyên nghiệp chắc anh ta cũng trên vị trí đường đơn là chủ yếu. Và đến thời điểm mà toàn đội chắc là cũng đặt niềm tin vào vị trí của anh ta cho vị trí đi rừng thì anh ta cũng đã chuyển sang vị trí đi rừng. Việc anh ta có tỏa sáng được trong vị trí đi rừng hay không thì nó còn là một dấu hỏi lớn, bởi không phải game thủ nào thắng được trong vòng một vài ván đấu ở vị trí đi rừng là đánh tốt rừng, mà sẽ còn phải chờ đợi cả một quá trình xem anh ta có thực sự là làm chủ được khu vực đường rừng ở đội hình của Izrak hay không. Nhưng tựu chung lại ở trong trận thi đấu đầu tiên thì anh ta làm đủ tốt để khiến cho Izrak có được hai ván thắng trước IGP, và ngày hôm nay anh ta vẫn sẽ tiếp tục là người đi rừng của Izrak cho đến khi mà, trừ khi là đội hình này bộc lộ những yếu điểm hoặc là anh ta bộc lộ những cái phẩm chất mà nó phù hợp với đi đánh đường đơn hơn là so với đường rừng. Đội hình của Izrak là một đội hình của những tuyển thủ mạnh và họ có cái khả năng phát triển rất là tốt trong tương lai nếu như thực sự được đầu tư đúng mức, bởi vì họ đều là những tuyển thủ rất là trẻ. Bên phía của Izrak đến thời điểm hiện tại đang lựa chọn cho mình những con bài khá mạnh về việc gây sát thương phép thuật. Còn về việc gây sát thương vật lý thì chỉ có Omen là một con bài thường loại khá mạnh, nhưng nó lại là con bài đường đơn. Thì có lẽ Izrak vẫn cần thêm một con bài xạ thủ đường đơn nữa, hoặc là một con bài đấu sĩ thực sự mạnh ở khu vực đường đơn nữa, để Dasi có thể cân team về giai đoạn cuối một cách dễ dàng hơn, đối phương không lên quá nhiều huân chương tròi. Và thiếu đi, hiện tại thì Izrak họ chưa có một con bài xạ thủ trong đội hình. Thêm vào nữa, bên phía của GTV họ cũng đã có những lượt cấm rất ý đồ khi nhắm thẳng vào hai vị tướng xạ thủ đang rất mạnh ở phiên bản hiện tại. Đó là Elsu cũng như là vị tướng xạ thủ có sát thương Cafeni. Thêm vào nữa, một lựa chọn nữa cho vị trí đi rừng, đó là một vị trí, đó là Murat, cũng là một vị trí khắc chế rất tốt vào vị trí xạ thủ. Đây cũng là một cái ý đồ nhắm thẳng vào vị trí khi mà bên phía Izrak họ chưa lấy được xạ thủ ở trong đội hình của mình, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cái lựa chọn cuối cùng Izrak họ muốn nhắm vào con bài nào. Bên phía của GTV thì dường như anh chàng Sorry rất thích Superman. Có lẽ là boy one child chẳng. Anh ta vào sân, đây là trận thi đấu thứ hai anh chàng Sorry vào sân và đều là Superman dành cho anh ta ở khu vực đường giữa thì phải. Gachik lựa chọn con bài cuối cùng có lẽ là cho người đồng đội của mình Martin, đó là Yon, một vị trí rất mạnh và đúng như chúng ta dự đoán về khả năng gây sát thương vật lý. Nhưng liệu Yon có được bắn hay không cho ván thi đấu này thì nó phụ thuộc rất nhiều vào Crest cũng như là Omen, bởi Yon không phải một vị tướng cơ động và bên phía đối phương thì có quá nhiều thứ để bắt vào Yon.
thực sự đang hơi lo ngại cho vị trí của John trong trận thi đấu này, có thể không được chơi. Nếu như Badum thi đấu thực sự tốt thì John có thể không được chơi. Đảo ngược lại thì Badum của Phương Tây Quy có những cách sau để có thể bắt được vào John, đó là tốc biến bốc đầu, đó là địa giam thẳng mặt John, và John chỉ có thể né được một trong hai chiêu thức đó thôi. Và khi mà né được, kể cả là may mắn né được cả hai chiêu thức đó, thì nên nhớ còn có Superman hoàn toàn có thể vòng sau bất kỳ lúc nào cả. Thế nên là thực sự John vào thi đấu này là một sự lựa chọn hơi mạo hiểm dành cho Izadak. Quá mạo hiểm khi có John trong đội hình. Nhưng trong chiều hôm nay, khi trong trận bán kết giữa Mad Team và One Team, chúng ta đã thấy John trong tay của Win có sức bắn cực kỳ mạnh liệt. Trước cấp độ 4, anh ta đã lấy đi gần như là phun cây máu của chủ đường dưới của bên phía One Team rồi. Và chỉ với những cú kích hoạt chiêu 1, chiêu 2 và anh ta lấy trụ liên tục mà không cần lính, khiến cho bên phía One Team chiều nay đã gặp rất nhiều những vấn đề khi John ở trong tay của Win. Nhưng liệu John trong tay của Inzadak có thực sự mắc ping được như vậy hay không? Trong khi đó, đội hình của họ còn có hai con bài nữa máu cũng rất là giấy, đó là Tulen cũng như là Darcy, cũng cần đến sự bảo kê. Thì nhiệm vụ của Kress trong trận thi đấu này là cực kỳ cao khi anh ta phải bảo kê cho đến 3 người đồng đội. Tạm thời thì Darcy có những bộ chiêu thức để có thể tự bảo kê cho bản thân với du hành thứ nguyên. Rồi thì thêm cả Tulen có cái chiêu 2 có thể lướt đi khỏi những tầm tấn công của đối phương nữa. Thì cần bảo kê cật lực cho John để có thể bắn trong giao tranh cũng như giai đoạn đầu của trận đấu. Có một thông tin tôi cũng muốn cung cấp cho Hải Phong, đó là Martin cũng là một trong những người chơi John tốt bậc nhất của server Việt Nam ở máy chủ Việt Nam. Nhưng chúng ta sẽ cùng chờ xem anh ta thể hiện như thế nào trong một trận thi đấu chuyên nghiệp, bởi trước đây chỉ là thi đấu xếp hạng. Anh ta có một pha bắn vào không trung và nó cấu đi một lượng máu của Sorry tương đối là chủ động đến từ John. John này là John biết chơi, hay biết sử dụng nội tại vào không trung một cách cực kỳ chủ động. Tức là trong cái cú bắn nội tại vào không trung đó, nếu như anh ta ngắm đúng hướng thì anh ta vẫn có thể bắn được vào người của đối phương, và anh ta vừa làm được điều đó. Nhưng liệu John có thể thể hiện được mình trong ván thi đấu này hay không thì nó phụ thuộc vào khả năng giữ vị trí nhiều hơn so với khả năng biết bắn của anh ta. Quan trọng hơn là John, đây là John ở vị trí đường giữa. Garrick anh ta bị cấu máu đi rất nhiều sau một tình huống can thiệp trách tầm nhìn đến từ bên phía đối phương, và anh ta biết Murat khởi động ở con bùa xanh. John của Martin liên tiếp lấy nội tại và bắn vào không trung nhưng luôn bắn trúng được vào người của đối phương. Đó là một điều tương đối là tốt đến từ Martin. Và Martin vẫn đang có được cho mình cái khả năng farm tương đối ấn tượng ở khu đường giữa. Tôi đánh giá anh ta đánh rất là biết dùng chiêu. Nhưng còn việc tương lai anh ta sử dụng con bài này như nào thì đấu chuyên nghiệp, quan trọng nhất là giữ vị trí với xạ thủ là như vậy. Rất nhiều những tình huống rình rập thẳng vào vị trí của Nofia. Nofia biết điều đó khi thấy đường giữa đã vắng tinh. Và đây cũng là thời điểm mà anh ta căn được thời gian, đó là Murat đã bắt đầu tiến xuống khu vực đường dưới rồi. Sau khi như con bùa đỏ kia sẽ là con vị trí quái rừng còn lại cấp độ 4 sẽ có dành cho Murat, và nguy hiểm rất nhiều dành cho Nofia. Nên anh ta chủ động đứng rất sau, tỉnh táo đến từ bên phía của Nofia. Nhưng Chris Kuhn anh ta di chuyển rất sớm đến đây, giữ được Bin Họa Mi. Bin Họa Mi bỏ chạy, người thấp máu hơn, đó là Chris Kuhn. Anh ta đã phải nằm xuống với cái auto của Bin Họa Mi, và chiến công đầu dành cho GTV. Chris Kuhn quá hổ báo trong tình huống vừa rồi, bởi nên nhớ người anh ta bắt vào là Bin Họa Mi đang cầm cho mình phát bổ trợ tốc hành, cùng với đó là sự khó chịu đến từ Sephira. Nhưng đây là tình huống bắt vào thứ hai, nó khá hay đến từ bên phía của Inzadak, và anh ta cùng với những người đồng đội của mình đã lấy được ít nhất là hai mạng hạ gục cho tình huống này. Phương Tây Quy anh ta đứng yên cho tình huống đó để chịu trận, nhưng trước đó là một cú chiêu cuối tốt đến từ Play làm giữ chân được hai người. Thêm một cú đen nổ nữa, nhưng đây là do danh chứng rồng nổ ra nồng thấp máu, anh ta thoát đi được con rồng dành cho Quarty. Nhưng người thấp máu hơn đó là Garrick, anh ta thoát qua phía bên kia đường, người nằm xuống đó là người chơi đi rừng của bên phía Inzadak. Thu Nota anh ta có một pha solo kill và tiếp tục là những điểm hạ gục dành cho GTV. Họ đã có rồng và có được rất nhiều điểm hạ gục trong pha thi đấu này. Hat trick dành cho Thu Nota. Con rồng là điều kiện cần để cho Thunota có thể quẩy được, và anh ta đã thực sự quẩy được với cái chiêu cuối của mình. Chris Kuhn là người tiếp theo sẽ phải lên bảng đếm số trong tình huống này, mặc dù anh ta sử dụng được địa giam. Ngày hôm nay thì người chơi đường giữa ấn tượng trong ngày hôm qua của GTV không thi đấu, và đúng như Bin chia sẻ, cứ vị trí nào thiếu thì anh ta sẽ đắp vào vị trí đó. Anh ta lại đắp vào vị trí đường giữa, và thời điểm hiện tại thì GTV đang có lợi thế trước Inzadak. Họ đang cướp rừng đối phương, họ đang lấn lướt đối phương, có ảo ảnh chạm nhưng vẫn chưa được thành viên nào đến từ bên phía của Inzadak. Chưa có thủy thần, đó là Garrick, anh ta đã phải chạy về như con cá đuổi theo, anh ta đã phải nằm xuống. Garrick, Martin không có khoảng trống để được bắn. Người thấp máu hơn đó, Blade cũng đã phải chạy về rồi. Một tình huống can thiệp dừng rất triệt để đến từ bên phía của GTV. Trước đó là một con rồng trị giá hơn 2.000 tiền dành cho họ, khiến cho họ có tiền đề để có thể áp đảo vào rừng của đối phương. Con bùa đỏ được giữ lại dành cho Play, nhưng mạng hạ gục đã phải nằm xuống đến từ những thành viên còn lại. Những cú ảo ảnh chạm của QWERTY ở trong trận thi đấu này đã tốt hơn rất nhiều trong ngày thi đấu hôm qua. Anh ta sử dụng vị trí đường rừng của mình. Ngày hôm nay QWERTY có vẻ thi đấu tốt hơn.
trên trang cá nhân của anh chàng này thì tôi có thấy anh ta cập nhật là vấn đề của anh ta vẫn nằm ở tâm lý, tức là anh ta là người đánh hay nhưng tâm lý của anh ta không ổn định. Và ngày hôm nay có vẻ tâm lý đã được cải thiện đến từ vị trí đường rừng của GTV và anh ta đã đánh tốt hơn. Cùng với đó thì Thunota là người hưởng lợi sau tình huống ăn rồng đầu tiên của những người đồng đội của mình. Anh ta có 3 điểm hạ gục cùng với 1 điểm tham gia trong tình huống đó. Tiếp tục là một tình huống trách tầm nhìn đến từ Garrick. Đây là anh chàng có lối di chuyển rất thoáng để cho những người đồng đội, mặc dù đang bị thua thế trận, nhưng những tình huống chủ động đứng cao đến từ Garrick khiến cho những người đồng đội của anh ta có khoảng trống để farm. Trước đó thì Murad đang thể hiện cái khả năng áp đảo của mình với những tình huống câu máu từ những bãi rừng ở bên cạnh đường. Garrick là người bốc về, nhưng đây đã là khoảng thời điểm Garrick đã có thủy thần. Họ hoàn toàn có thể chơi nhảy về tạo giáp cho đồng đội, nhưng anh ta chưa sử dụng thủy thần, bây giờ mới sử dụng. Một chấm máu bắt buộc phải bỏ chạy. Chiêu cuối của Biên Họa Mì cũng đã được sử dụng. Chiêu cuối của Bandung chỉ được một người mà thôi. Sorry đến đẩy được Martin về, Martin không được chơi, đồng nghĩa với việc đây là giao tranh chiến thắng dành cho GTV. Báo vi tiêu được đặt ra, Nofia có được điểm hạ gục. Tiếp theo là chuỗi vi tiêu của Thunota nhắm thẳng vào người của Inzerdak. Và Inzerdak đã bị thua trong pha giao tranh này. Tiếp tục là Thunota với những pha thoải mái chơi không bị ai động vào đến từ GTV. Thunota đang có được những pha xử lý rất hay, cực kỳ tự tin trong những pha tí vừa rồi. Và với tiền đề mà những người đồng đội của anh ta đã tạo ra trong những khoảng thời gian trước đó thì Thunota đang quẩy được một tình huống mà Nofia tôi tưởng như anh ta sau khi tích được cho mình nội tại của mình thì anh ta có thể quay trở lại với giao tranh, nhưng anh ta cũng không làm được điều đó. Anh ta không hồi phục được chiêu cuối trong tình huống đó thì phải. Trong khi đó Martin vẫn đang chưa được chơi, Martin vẫn đang chưa được chơi, và anh ta đang chỉ có cho mình đó là 3 điểm tham gia cùng với đó là 2 lần nằm xuống. Anh ta đang là một mắt xích tương đối yếu, bởi đơn giản đối phương có thể bắt được vào anh ta bằng bất kỳ con bài nào. Đúng. Đó là phương TQ cú địa giam vừa rồi là lời cảnh tỉnh dành cho Martin. Anh ta còn phải giữ vị trí tốt hơn nữa, bởi trong khoảng thời gian sắp tới anh ta còn không có cả tốc biến cơ. Tiên đề tất yếu để cho Martin có thể được bắn đó là cú thủy thần sớm đến từ Garrick. Đó là cú thủy thần đẩy lui đợt tấn công của đối phương. Trước mắt đó thì Thunota có một cú solo kill ở đường dưới. Và quan trọng hơn, cú thủy thần đó là tạo tiền đề cho Martin có thể bắn. Nhưng đây là pha giao tranh mà Thunota anh ta chỉ có một chấm máu. Có khả năng bảo kê đến từ Bin Họa Mi. Bin Họa Mi chơi rất tốt trong pha thi đấu này, bọc lót cực kỳ kịp thời để cho Thunota có thể lui về. Chiêu hai của Bin Họa Mi làm choáng được Garrick. Garrick bị bốc về bởi phương TQ. Garrick chỉ còn một chút máu nữa, anh ta đã cố lên nhưng không. Bin Họa Mi trả lời là anh ta phải nằm xuống trong pha thi đấu này. Martin tiếp tục có nội tại đến từ Quân Tỷ. Martin là con mồi bị nhắm đến. Sau cú ảnh trải anh ta chỉ còn một chấm máu. Tôi nghĩ là nên lui về trong tình huống này, sử dụng tên thần để lao ra, nhưng không có ý nghĩa. Và liên tiếp là những pha giao tranh 14-3 dành cho GTV trong. Nếu là phương TQ, tôi sẽ sử dụng cho mình cú tốc biến bốc đầu trong tình huống vừa rồi, bởi rõ ràng là Martin đã còn quá yếu máu. Phương TQ còn tốc biến nhưng anh ta không bốc đầu đối phương, mà anh ta quyết định lấy trụ, một phương án an toàn của phương TQ. Và những người đồng đội của anh ta cũng đã làm được điều mà anh ta muốn, đó là lấy được cái trụ. Điểm hạ gục đang là 14-3 dành cho GTV. Nhưng liệu họ có biết cách snowball trận đấu này để trở thành một ván thắng hay không? Ngày hôm qua họ làm những tình huống đó tương đối tệ, và ngày hôm nay chúng ta cùng chờ đợi câu trả lời đến từ GTV. Ngày hôm qua ván đấu đó là một cái ván đấu mà chúng ta đã thấy có một đội tuyển trong GTV hay Amaster, một trong hai đội tuyển đã lên đến 100.000 tiền ở trong cái ván đấu đó. Đó là cái ván đấu mà họ bí trong cách kết thúc trận đấu. Thì đây là một cái ván đấu mà họ đã có được những lợi thế rất sớm từ những giai đoạn đầu. Chúng ta cùng thì chờ xem. Chúng ta hãy cùng chờ xem họ có thể kết thúc ván đấu một cách gọn gàng hơn sau những rút kinh nghiệm của ngày hôm qua hay không. Còn nếu như trận đấu vẫn kéo dài sau phút thứ 15 thì chưa biết chừng Yon lúc đó lại được chơi. Bởi trong một thế mà Yon không còn đường lùi nữa, tức là ở trong nhà rồi, tức là đép ở trong nhà rồi, thì Yon lúc đó đơn giản chỉ là đứng ở trong nhà đép lính thôi. Và trong những tình huống quyết định thì có thể Yon sẽ được chơi. Người chơi đi rừng của bên phía Inzerdak vừa bị cấu đi một lượng máu rất lớn sau cú tia X của Superman. Liên tiếp là những cú tấn công rất khó chịu. Đây là cú ảnh trảm cầu máu cực kỳ đau. Và chỉ còn Garrick là người có đủ lượng máu để có thể bảo kê. Một cú vòng sau đến từ Sori, anh ta đã có được một điểm hạ gục, nhưng chính anh ta cũng đã phải nằm xuống. Tạm thời là 1-1 trong pha thi đấu vừa rồi, nhưng những thành viên còn lại có những hướng di chuyển tiếp theo khi con rồng chưa ra. Và Superman vừa có một điểm bị chấm dứt, đó là một điều tương đối đáng tiếc khi anh ta bọc sâu trong tình huống vừa rồi. Có lẽ anh ta cũng không còn quá nhiều lượng máu, việc bọc sâu có lẽ cũng không quá cần thiết trong tình huống vừa rồi. Anh ta chỉ cần hòa đường thôi là đội tuyển của anh ta đã có lời rồi. Lượng tiền chênh lệch không nhiều nên nhớ điều đó. Mặc dù lượng điểm hạ gục, GTV vẫn là người có lời một cách tuyệt đối, nhưng lượng tiền nó chỉ là 4.300 tiền. Một lượng tiền không quá lớn. Garrick không kịp sử dụng cho mình cú thủy thần. Thực ra tôi chưa bao giờ không muốn dùng. Anh ta không muốn dùng cho pha đó. Thực ra tôi chưa bao giờ đánh giá mẫu tướng Kret là một mẫu tướng có thể bảo kê tốt cho Yon. Bởi cú thủy thần nó là cú để mở giao tranh nhiều hơn là một cú để bảo kê cho Yon. Và rõ ràng Yon vẫn đang không có một người bảo kê đúng nghĩa. Trong khi đó Garrick cũng không thể phát huy được vai trò của mình trong cái lối đánh
gọi là mở giao tranh. Fertigui vừa có một cú tốc biến nhưng nó không thành công trong cú bốc đầu. Và đấy là một cú cấu máu rất đau đến từ người chơi đi rừng của bên phía Izadak. Và đây là một cái thế trận mà Muras cực kỳ thích. Thì anh ta chủ động cướp được những bãi rừng của đối phương, khiến cho đối phương tự thọt đi lượng tiền của mình. Trong khi thêm vào đó, anh ta còn có thể thêm những cái điểm trống để có thể tích nội tại, sử dụng ulti cấu máu đối phương trước thềm giao tranh, gây ra những cái lợi thế khi đội tuyển của họ muốn ép trụ hay muốn ép các mục tiêu lớn khác. Đó là con rồng vừa rồi, đó là một cái khoảng trống để cho Thu Nota có thể lấy được con rồng, gia tăng thêm cái lượng tiền giãn cách dành cho bên phía của GTV, bây giờ đã lên đến 7.000 tiền. Bin cũng vừa hoàn thành xong cho mình cái trang bị đó là gươm tận thế. Đây là một món trang bị rất tốt dành cho người chơi đường giữa khi sử dụng Sephira. Nó giúp cho Sephira có một lượng sát thương mạnh hơn rất nhiều so với quãng thời gian trước đó. Và trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như nhường cho anh ta con bùa xanh thì anh ta sẽ còn quẩy mãnh liệt hơn nữa. Trong khi đó thì với những người đồng đội của anh ta cũng khá xanh, đó là Thu Nota, thực sự xanh đến từ Thu Nota trong trận đấu này. Thuần NT đang có được cho mình một KDA là 704, nhưng anh ta tuyệt đối không được mắc sai lầm. Đúng. Bởi nếu anh ta mắc sai lầm, lật ngược thế trở là có thể xảy ra. Tạm thời thì Martin đang là mục tiêu, anh ta đã mất đi cái tốc biến. Nhưng sức tấn công đến từ GTV đang là rất đau. Martin chỉ còn một chấm máu, tạm thời thoát được. Zori đang là người muốn nhắm ra Martin. Martin còn sống trong pha thi đấu này. Ao anh chạm, hạ gục được một người, đó là người chơi đi rừng của Izadak. Nhưng người bị giữ chân đó là Phương Dịch Quỳ cũng đã phải nằm lại, đổi một mạng của hỗ trợ. Thủy Thần bây giờ mới được bật, tôi nghĩ là hơi muộn. Nhưng tạm thời cái trụ thứ hai khu đường dưới đã được giữ dành cho bên phía của Inzadak. Cái trụ đường giữa thì không thể giữ được. Tình huống vừa rồi lỗi thuộc về Sorry. Anh ta quá tham sử dụng cú chiêu cuối. Nhẽ ra nếu như anh ta sử dụng một cú đẩy chiêu 2 vào để kết thúc được đi Yon thì có lẽ là hợp lý hơn. Nhưng đây là Quinty. Anh ta vừa có một pha quay tay và bắt được thành viên của đối phương, đó là Crash, thành viên chủ lực, à nhập trợ thủ của đối phương thì đúng hơn. Nói về tay của Quinty thì tôi nhớ đến một cái cơn bão sốt điện thoại ở những năm cách đây khoảng 5 năm. Đó là cái dòng điện thoại QWERTY đúng không? Đó là E700, đó là cái khoảng thời gian mà tôi có E700, tôi sẽ là người oai nhất trường. Thì đây, QWERTY anh ta cũng đang thể hiện cái kỹ năng về ngón tay cũng như là về bàn tay của anh ta cũng đang rất biến ảo với những cú giật vào và biến ra với Murat và đang thực sự gây khó khăn rất nhiều dành cho Inzadak. Trong một diễn biến khác thì Superman ở khu đường trên cũng đang có thế trận dễ đánh, đó là thế trận trên cơ về mặt di chuyển. Nhưng anh ta cũng không đủ khả năng để solo thắng được Chris Kuhn, tôi đoán là như vậy. Nếu thực sự solo tay đôi thì Superman gần như thời điểm này có lẽ cũng sẽ khó để có thể thắng được Chris Kuhn khi anh ta đã có được cho mình đó là cái giáp cuồng nộ. Nhưng đây là pha ép trụ tiếp theo của GTV và nó sẽ có tác dụng rất nhiều nếu như có cú ảnh ao anh chàm của QWERTY. Nhưng họ chưa cần ao anh chàm, họ vẫn lấy được trụ thành công. Đúng, vì hiện tại thì trong bãi rừng của bên phía Inzadak đã trống rồi. Birami bị bắn rất đau, bắt buộc phải sử dụng chiêu cuối trong pha thi đấu vừa rồi, rất đáng tiếc. Nhưng sẽ bị chậm lại một nhịp. Họ đã dừng lại ở một tình huống đã lấy được trụ và họ quay về với những mục tiêu khác, đó là những bãi rừng của đối phương cũng như là con Seiza đang được kiểm soát dần đến từ bên phía của GTV. Đây là thời điểm mà GTV đang làm khá tốt. Đây là thời điểm mà GTV đang làm khá tốt. Họ đang giãn cách được lượng tiền lên một con số an toàn, đó là 10.000 tiền. Nhưng họ cần phải làm được điều gì đó nhiều hơn trong những phút sắp tới. Đó có thể là con tà thần Seiza, cùng với đó là một hoặc hai cái trụ của đối phương. Sau đó con rồng bạo chúa tiếp theo cùng với con tà thần Seiza tiếp theo sẽ kết thúc đi trận thiếu này. Họ đang làm rất tốt ở thời điểm phút thứ 14 và họ đang muốn bắt vào Chris Kuhn. Chris Kuhn sẽ là mục tiêu của họ và họ sẽ bắt được Chris Kuhn. Trận thi đấu này Chris Kuhn anh ta thi đấu thực sự là mờ nhạt. Sau một tình huống di chuyển lỗi ở giai đoạn đầu trận đấu, anh ta bắt vào pin họa mi, sau đó bị mất chiến công đầu và bây giờ anh ta không đẩy đường được với một vị tướng như Omen để có thể tạo lợi thế cho đối phương. Cũng liên tiếp là những tình huống đứng quá cao sau đó bị bắt. Và những người đồng đội còn lại thì rất khó khăn trong việc phòng thủ trụ, mất đi cái thủy thần này rồi. Đợt lính tiếp tục tiến vào ở đường dưới cũng như đường giữa sẽ là một đợt lính rất khó khăn dành cho bên phía của Izadak. Liên tục máu đến từ ao ảnh tràm, điện giáp được đặt ra để khép góc, làm choáng được rất nhiều người đến từ Martin và có lôi điểu được đặt ra. Khả năng hồi máu đến từ Bin Họa Mi là cực kỳ tốt sau những pha tấn công như thế này. Và Novia bỏ chạy, tiếp tục là những tình huống phòng thủ thành công dành cho Izadak. Dường như Bin trong những tình huống vừa rồi đang đóng vai trò là người hồi máu dành cho những người đồng đội của mình nhiều hơn là người tham gia gây sát thương. Và anh ta đang hồi máu tương đối tốt để cho những người đồng đội của mình có thể đánh tiếp được. Nhưng ép trụ vẫn đang là khó khăn dành cho bên phía của GTV. Họ vẫn đang chưa biết cách để lấy được cái trụ nào của phía đối phương cả. Con rồng tiên phong nên được hướng đến trong tình huống này. Khi mọi thứ đang hơi bị chậm lại một nhịp, nên lấy con rồng tiên phong. Bởi thời điểm này lấy con rồng tiên phong thì khoảng 1 phút sau lấy con rồng bạo chúa, 2 phút sau lấy con rồng bạo chúa là vừa. Đúng. Và họ cũng đã nhắm đến con rồng con tà thần này rồi. Tôi nghĩ là nên sớm hơn một chút sau một tình huống mà bên phía của Inzadak họ đã mất cái thủy thần rồi thì họ nên lui về tránh những tình huống cấu máu. Họ cũng chỉ cấu được một vài lượng máu ít ỏi của cái trụ đường giữa mà thôi. Một
cú tên thần cấu đi một lượng máu của Conti. Chris Kuhn biết điều này, Gareth biết điều này. Đừng khả đùa. Năng cắt góc đến từ Bin Họa Mì. Vương Tây Quy bây giờ mới tới, khả năng cướp là hoàn toàn có. Để cho bên phía của Izadak họ có cướp đấy không? Gareth cướp được. Và Izadak họ đang có tình huống muốn lật lại trong tình huống này. Điện giam khiến cho Darcy bị giữ chân lại trong tình huống này. Nofia ở đâu đó, anh ta đã phải nằm xuống đường dưới. Thun No Tai đã có một tình huống backdoor muốn giữ chân, đó là ba thành viên của GTV. Người được về đó là Martin. Martin solo kill với Thun No Tai. Thun No Tai sử dụng chuỗi tiền tiêu vào được. Thun No Tai có thể bắn. Thun No Tai đã hạ gục được Martin và hai người cùng nằm xuống nhưng mất giác hồi sinh, đó là Thun No Tai. Sorry, bây giờ tới lính còn đấy không, lính đã hết rồi nhưng họ vẫn quyết định là tấn công khi xả con rồng ra đây. Đây là quét sạch dành cho GTV. Lính tiến vào, con rồng tiên phong đã được hết ra nhưng không thể chặn được lính và có thể là 1-0 dành cho GTV. Hết rồi, bởi đơn giản là bên phía của GTV còn đến 4 thành viên trong thế quét sạch, không còn gì có thể ngăn cản được GTV cả. Và con tà thần xe ra vừa rồi vẫn là một chôn của các thành viên bên phía In The Dark. Mặc dù họ cướp được con tà thần xe ra nhưng nên nhớ ở trong tình huống đó thì họ phải nằm xuống đến 2 thành viên. Và quan trọng là ở một cánh còn lại, bên phía của GTV là 4-5 và Thuần NT anh ta thoải mái đẩy ở cánh còn lại. Và đó là chiến thắng đầu tay của GTV trong ngày thi đấu hôm nay. Họ thi đấu tốt và họ cũng biết cách để có thể kết thúc được trận thi đấu này, mặc dù cái cách kết thúc này nó cũng hơi đau tim một chút. Đúng, một cú chiến thắng thực ra đến từ giai đoạn ban pick đi, khi mà John của Martin trong cả trận đấu này tôi thấy anh ta thực sự không có cái khoảng trống nào để có thể được chơi. Và đặc hay biệt là trợ thủ tự đẩy mình vào thế khó. Đúng, tự đẩy mình vào thế khó khi lấy ba con bài cần sự bảo kê quá nhiều. Và khi một Darcy bị cướp dùng, bị lấn lướt khi anh ta không thể chạm được những bãi bùa của mình, tức là cái gươm Loki của anh ta không được tích số, đồng nghĩa những cú chỉ của anh ta vào những vị trí cứng cáp như Ban Doom ở phía bên kia là hoàn toàn không có ý nghĩa. Và đó là khoảng thời điểm mà Murat của GTV có thể thoải mái chơi. Nên nhớ là người được lựa chọn là bên phía của In The Dark chứ không phải là GTV ở sự lựa chọn cuối cùng vào Yon. Và họ lựa chọn Yon, họ lựa chọn Yon rất bất ngờ. Nếu đó là Van Hên hoặc một vị tướng cứng cáp dạng như vậy thì có lẽ vị trí đường đơn đó của họ đã không dễ bị bắt nạt đến như vậy. Và việc Yon không được chơi, đến thời điểm hiện tại Yon vẫn chưa được chơi. Và John đến thời điểm cuối cùng thì có một câu duy nhất để có thể nói về tình huống đó, đó là tiền đè chết người thì đúng hơn. Đúng. Đó là Thun No Tai có được cho mình quá nhiều trang bị, thậm chí full đồ, thậm chí giáp hồi sinh. Đó là lý do tại sao anh ta thắng John. Còn nếu thực sự tay đôi thẳng mặt mà Thun No Tai không dùng chiêu cuối như vậy thì tôi đoán rằng John sẽ là người giành chiến thắng cơ. Nhưng rất đáng tiếc cho John, đó là John không có đồ để có thể cân được Thun No Tai trong tình huống đó. Mặc dù anh ta choáng được Thun No Tai nhưng Thun No Tai có quá nhiều thứ để chơi anh ta, trong khi anh ta thì không có gì. Rồi, và Thun No Tai chính là MVP của trận thi đấu này. Quá xanh, anh ta có nhiều khoảng trống để chơi. Chưa kể là việc đồng đội bảo kê chặt cho anh ta, và anh ta còn tự có một vị tướng có nhiều kỹ năng để tự có quay trong những pha thi đấu đơn lẻ của mình. Đặc biệt là liên tiếp là những pha anh ta solo kill ở trong những pha giao tranh tổng, hay kể cả những tình huống đi đường anh ta cũng đã hạ gục được Nofia ở khu vực đường dưới, khiến cho anh ta có một lượng tiền cực kỳ lớn. Và với sức sát thương chuẩn mà anh ta có thể gây ra thì khả năng chống chịu đến từ Kress, khả năng chống chịu ít ỏi đến từ Kress khó có thể nào bật ngược được. Và đặc biệt là khi chúng ta có thể nhìn thấy Garrick đến từ bên phía của In The Dark, anh ta chỉ bật cái thủy thần của mình khi anh ta còn chấm máu. Nhưng nên nhớ sát thương chuẩn là sát thương có thể đi thẳng vào cái máu xanh của anh ta, cho nên đó là cái thủy thần hoàn toàn vô nghĩa dành cho In The Dark. Sự lựa chọn đường giữa của GTV trong trận thiếu này cũng là một sự lựa chọn nó ổn. Sự lựa chọn ở đường giữa cũng là một sự lựa chọn ổn, đó là Sephira. Đây là con bài có khả năng gây sát thương cũng lớn mà cũng có thể gây được một lượng hồi phục rất lớn. Hãy nhìn vào trang bị mà Bin đã lên trong trận thiếu này. Anh ta quyết tâm không cần bùa xanh của Quetti. Anh ta đang đánh theo kiểu là vừa gây sát thương vừa bảo kê đồng đội của mình, tức là đánh theo kiểu hồi phục và không về nhà. Một lối lên trang bị khá lạ. Tôi xin được xem lại lối lên trang bị cơ đồng ạ. Một lối lên trang bị khá lạ. GDB Bin Họa Mi đang quyết định lên cho mình, đó là cái Ngọc Lục Bảo. Ngọc Lục Bảo, đây là một món trang bị khiến cho anh ta có thể trụ lại giao tranh rất là lâu. Và trong tình huống vừa rồi chúng ta thấy rất rõ ràng là anh ta cũng sử dụng chiêu cuối chủ yếu là để hồi máu cho đồng đội của mình, thay vì việc sử dụng chiêu cuối đó để lao thẳng vào giao tranh giống như cái cách mà Sephira thường làm. Cũng khá là hay, đó là tức là cái kiểu là thôi thì thay vì là kiểu gây sát thương thì lúc đó là đang có lợi thế rồi, làm hồi máu cho đồng đội của mình cũng được. Đó là khiến cho bên phía của GTV họ có thể bật ngược lại giao tranh cực kỳ tốt sau những tình huống mà bị cầu máu tái giao tranh tốt. Và chúng ta đã kết thúc ván đấu đầu tiên với tỷ số 1-0 dành cho GTV, cùng đến những tình huống hay nhất trong pha thi đấu vừa rồi để đến với ván đấu thứ hai.
Quay trở lại với ván đấu thứ hai, GTV đang là đội có lợi thế hơn trong kèo đấu Boba này khi họ đã có được điểm số đầu tiên ở trong đấu trường danh vọng Serie B mùa 1 với chiến thắng 1-0 trước Inter Dark. Và chúng ta cùng để sắp đến với ván đấu thứ hai của cặp Boba này. Trong trận thi đấu vừa rồi thì điểm nhấn của pha thi đấu có lẽ đến từ tình huống ăn rồng đầu tiên. Đúng. Của bên phía Inter Dark, họ không thành công. Người cướp được rồng trong tình huống đó là QWERTY, và với con rồng đó, với lợi thế đó thì Thunota bắn cả thế giới ở trong giai đoạn sau. Đó là diễn biến của trận thi đấu đầu tiên. Trong trận thi đấu thứ hai này thì Inter Dark nhiều khả năng sẽ là đội tuyển ở bên phía đội xanh, bởi họ đã thua trận thi đấu đầu tiên, họ có quyền chuyển sang đội xanh nếu họ muốn. Và bên phía của Inter Dark có lẽ nên lựa chọn những phương án an toàn hơn chăng, bởi Yon ở sự lựa chọn vừa rồi nó thực sự không được an toàn cho lắm. Và nó khiến cho GTV dễ dàng triển khai được thế trận bằng cách bắt lẻ vào Yon một cách dễ dàng. Đồng ý. Đặc biệt là trong ván đấu trước thì bên phía của Inter Dark mặc dù bị một cái thế trận rất nhiều áp lực như vậy, nhưng sát thương mà Martin anh ta có thể gây ra vẫn nhiều hơn so với cả Thunota. Đó là anh ta gây đến 69.000 sát thương, nhiều hơn 5-6.000 so với cả Thunota. Thì tôi nghĩ là họ nên chọn những con bài cần chơi xoay quanh vị tướng anh chàng này. Đặc biệt là ván đấu vừa rồi họ đã chọn đến 3 vị trí gây sát thương chủ lực, khiến cho một mình trợ thủ như Garrick không thể bảo kê được hết, và khiến cho giai đoạn đầu trận đấu họ bị áp lực rất nhiều và dẫn đến một trận thua ở ván đấu đầu tiên. Đồng ý với Phong, tức là nếu hãy đặt giả sử ví dụ như trợ thủ của họ là dạng Anit Anete, thực ra là có TV thì là tốt nhất. TV đúng rồi. Payna thì nó sẽ là câu chuyện khác. Và cái thứ hai nữa là nếu mà ví dụ đứng đơn còn lại của họ nó không phải là Senel mà đó là Omen mà là Senel, thì nó là câu chuyện khác đúng không ạ? Chúng ta sẽ có được một cú sứ mệnh cứu thế vào đúng chân của Yon, và khi đó mọi chuyện nó có thể dễ dàng hơn dành cho Yon. Thậm chí kể cả Yon bị địa giam, sau đó sứ mệnh cứu thế lao xuống vào chỗ Yon thì Yon cũng có khả năng để có thể thoát chết được. Nhưng Inter Dark lại lựa chọn cho mình đường đơn là Omen, một con bài tự sinh tự diệt. Nhưng Omen ở trong tay của anh chàng Chris Kuhn lại lựa chọn một phương án đánh nó khác với cái lối đánh của Omen chúng ta thường thấy. Anh ta cản lính rất nhanh, sau đó lao hừng khí thế xuống khu vực đường dưới, bắt vào đó là Bin Họa Mi ở thời điểm mà anh ta biết rằng vòng rừng đã xong đến từ người chơi đi rừng. Anh ta quá sai, bởi nếu như mà người chơi đi rừng của anh ta đang ở gần đó thì đó là câu chuyện anh ta lại đúng. Nhưng anh ta lại vòng vào ở thời điểm mà người chơi đi rừng của anh ta còn chưa có mặt ở khu vực đó. Trong khi đó anh ta lại bắt thẳng vào người chơi đường giữa của đối phương có phép bổ trợ tốc hành. Thực sự là không tốt. Đồng ý, và đây cũng là một cái phiên bản mà Sephira vẫn đang là một vị tướng cực kỳ khó chịu, khi đây là một vị tướng vẫn còn khả năng hồi phục cực kỳ nhiều. Thêm vào đó là lượng sát thương của anh ta vẫn đang là rất lớn khi chưa bị giảm đi giống phiên bản trang phục 4.0. Cho nên ván đấu vừa rồi Bin Họa Mi đã sử dụng một vị tướng rất hợp lý so với phiên bản hiện tại, dẫn đến một cái chiến thắng ở giai đoạn đầu trận đấu dành cho GTV, và từ đó cuốn thành một điểm số ở trong cặp đấu 3-3 này. Thì cùng đến với ván đấu thứ hai, bên phía của Inter Dark là đội được chọn sân vì họ thua. Họ đã chọn phần sân màu xanh để có thể lấy trước những vị tướng và họ chủ động cấm đi. Đó là Omen, Dasi. Còn bên phía của GTV khi ở phần sân đồ màu đỏ thì bạn nghiễm nhiên mất đi một lượt cấm dành cho Florentino. GTV đang muốn thả Richter, hình như là để lấy Veres, tôi đoán là như vậy. Việc họ thả Richter và cả Veres dường như là để lấy một trong hai con bài này, và có lẽ là cho Bin. Ở bên phía bên còn lại thì Inter Dark họ sẽ lựa chọn con bài nào, hay họ sẽ thả cả hai con bài ra? Chúng ta cùng chờ xem. Khi hoặc là Veres hoặc là Richter nếu được lấy đi dành cho Inter Dark thì sẽ có Timmy. Trước mắt là Timmy. Họ nhận ra vấn đề ở ván đấu đầu tiên, đó là Martin không được chơi quá nhiều, nên ván đấu này họ chọn một vị tướng có khả năng bảo kê nếu Martin tiếp tục muốn sử dụng xạ thủ. Thứ hai là họ có được một con bài giúp cho Martin có khả năng tăng tiến sức mạnh nhanh nhất. Thì hở ra bên phía của GTV họ rất nhanh chóng lấy thẳng đi hai con bài mà anh Tùng vừa nhắc tới, đó là cả Veres lẫn là Richter. Nhiều khả năng Bin vẫn sẽ sử dụng Veres ở khu vực đường giữa và Sorry sẽ sử dụng Richter ở khu vực đường đơn. Còn ở bên kia thì Inter Dark đang bị mất những con bài mạnh ở khu vực đường đơn cũng như là khu vực đường giữa, con bài mạnh nhất. Nhưng họ vẫn còn những con bài rất mạnh, đó có thể là Rash của No Fear. Lựa chọn sau con bài này hợp lý, và đó có thể là những con bài khác nữa dành cho No Fear như The Flash. Bây giờ thì cần ưu tiên vào vị trí nào, có thể là xạ thủ luôn chăng? Đúng. Khi mà Timmy đã được lựa chọn, liệu có nên lấy luôn Theonat hoặc Cafeni, những con bài rất mạnh, và khi kết hợp với Timmy thì nó còn mạnh hơn gấp bội lần. Hoàn toàn đồng ý với anh Tùng, họ hoàn toàn có thể lấy trước
con bài xạ thủ ở giai đoạn này, vì chúng ta đã thấy ván đấu trước cấm chọn của GTV họ đã nhắm triệt để vào Martin với 2 lượt đến 3 lượt cấm vào xạ thủ, khiến cho Martin phải sử dụng con bài Yon trong pha thi đấu vừa rồi, và đó đã là tell nát dành cho bên phía của Inter Duck với con bài Zephyr. Zephyr nhiều khả năng sẽ được lựa chọn cho vị trí đi rừng, và bên phía của Inter Duck sẽ còn thiếu đường giữa và đường đơn còn lại, hoặc là một vị trí đường rừng nữa để đẩy Zephyr ra đường đơn. Trong khi đó GTV đang muốn lựa chọn xạ thủ đi rừng, nhiều khả năng họ sẽ đánh bằng tất cả các cánh là đấu sĩ, cả bao gồm cả cánh giữa nữa, để Lindis có quyền quẩy ở giai đoạn cuối trận. Hay GTV vẫn lựa chọn một vị trí đường giữa là một vị pháp sư và hai cánh là Veret và Richter. Veret và Richter. Richter, Veret, đây là hai vị tướng có thể đi được rất nhiều vai trò. Veret có thể đi đường giữa hoặc có thể đi một cánh. Còn với Richter, anh ta có thể đi một vị trí công chủ đạo hoặc có thể trở thành một vị trợ thủ gây khó chịu với những tình huống cam bụi của mình. Thì bên phía của GTV vẫn đang có hai con bài mạnh như này, thì họ vẫn có rất nhiều những lối mở dành cho chiến thuật mà mình có thể nhắm tới. CDB đang tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ khi ngày hôm nay GTV lại có được một chiến thắng trước Inter Duck. Nhưng thực ra cái chiến thắng này chúng ta đã có thể báo hiệu được trước ngay sau pha cấm chọn đầu tiên. Đúng. Ở trận thi đấu đầu tiên, khi John được lựa chọn, một sự lựa chọn tương đối mạo hiểm, và bên phía của Inter Duck đã phải trả giá. Sephira là lượt cấm cuối cùng của GTV, có vẻ như cấm thẳng vào vị trí đường giữa mạnh nhất là hợp lý. Và với việc không có Sephira, No Fear nhiều khả năng sẽ phải đánh hoặc là The Flash hoặc là Rush. Và bên phía của GTV cũng đã hạn chế được con bài mạnh nhất ở khu vực đường giữa, tính đến thời điểm hiện tại có lẽ đó là Sephira. Sephira đã bị cấm đi. The Flash, hai vị trí đường giữa đã được chủ động cấm lại đến từ bên phía của Inter Duck. Thực ra bên phía của Inter Duck họ bây giờ nếu mà chọn Rush cho No Fear đi, một vị tướng nhắm thẳng đến sự thuận tay, thì đây là một vị tướng khắc chế tôi nghĩ là không quá khó nếu như họ đưa Veres ra khu vực đường giữa. Họ với tốc độ đẩy đường thì hoàn toàn có thể là cân, hoặc thêm khả năng cấu rỉa máu đến từ Bin Họa Mi với Veres thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể trên cơ so với Rush của No Fear. Đẩy đường không nhanh bằng đối phương đồng nghĩa việc bạn di chuyển chậm hơn một bước. Và đó là con rồng đầu tiên, tiếp tục là lợi thế dành cho GTV. Như vậy đúng như chúng ta dự đoán thì GTV sẽ lựa chọn ba cánh đấu sĩ theo kiểu dạng theo kiểu đánh khó chịu và tập trung toàn bộ vào cho QWERTY ở khu vực rừng. Maza sẽ là sự đảm bảo sát thương phép thuật dành cho bên phía của GTV, và một con bài trợ thủ nữa dạng như Alice hoặc Arnette cũng sẽ đảm bảo cái lượng sát thương phép thuật bù vào để khiến cho đội hình của họ cân bằng hơn. Và những con bài mà họ lựa chọn đang khá ổn. Chỉ có duy nhất một điều đó là họ chưa có một cái lượng sát thương kết thúc mục tiêu một cách rõ ràng nhất. Cái lượng đam trên dây của họ, DPS của họ tương đối yếu, bởi Lindis là một vị tướng mạnh ở giai đoạn giữa trận, nhưng đến giai đoạn cuối trận khi không có những cái bụi, khi phải tiến vào phần nhà chính của đối phương, anh ta cũng không phải là con bài quá mạnh. Đặc biệt là những cái sải tay đến từ bên phía của GTV ở những giai đoạn cấp độ đầu rồi đã có Ryoma và thêm cả một vị trí sải tay cũng cực kỳ dài, đó là Illumia. Thật ra tôi đánh giá Illumia là hợp lý trong trận đấu này. Bởi đối mặt với đội hình, tức là đội hình đối phương là đội hình rất nhiều đấu sĩ, đội hình đối phương sẽ đánh tập trung vào nhau, thì một con bài như Illumia có thể xoay chuyển tình thế của giao tranh. Và đúng là Aneste sẽ là lựa chọn cuối cùng của GTV, và họ sẽ tập trung toàn bộ cho Lindis, cùng với đó là khả năng càn lướt đến từ những vị đấu sĩ tự sinh tự diệt. Còn về phía bên kia, Inter Duck sẽ tập trung vào cho người chơi đường đơn Martin, cùng với đó là khả năng gây sự khó chịu đến từ Illumia. Đúng, và một điểm sáng nữa đó là trận này Martin anh ta đã có một con bài trợ thủ nó hợp tay hơn để có thể cho anh ta có thể thoải mái chơi ở trong ván đấu đầu tiên. Thêm một cái sải tay dài nữa đến từ No Fear, đặc biệt là khi mà No Fear anh ta có được đủ 40% khả năng hồi chiêu của mình thì khoảng 15 đến 20 giây anh ta có thể ulti một lần. Đó là một lượng sát thương có thể cấu máu trước giao tranh, có thể phát hiện tầm nhìn đối phương, hoặc đặc biệt trong những tình huống đứng chụm lại với nhau ở hàng Caesar hoặc hàng rồng, thì đó cũng là một cái chiêu cuối cực kỳ khó chịu lên đội hình của bên phía GTV để mở giao tranh. Và chúng ta đã hoàn thành xong những lượt cấm và chọn ở trong trận thi đấu thứ hai trong cuộc đấu giữa GTV và Inter Duck ngày hôm nay. Nếu như GTV giành chiến thắng, đây sẽ là chiến thắng khép lại ngày thi đấu thứ hai của chúng ta. Nhưng nếu như bên phía của Inter Duck lật ngược lại được thế cờ thì sẽ có một trận chung kết diễn ra trong ván đấu này. Chúng ta cùng chờ xem ai sẽ là đội chiến thắng. Và ở thời điểm hiện tại thì theo như tôi nhớ, bên phía khu vực miền Bắc chưa có một chiến thắng nào cả.
và GDP sẽ phải hướng đến là chiến thắng đầu tiên của phía khu vực miền Bắc. Bên phía khu vực miền Nam vẫn đang thực sự mạnh với 4 đội tuyển và với lối chơi áp đảo của họ đang thể hiện ở trong đấu trường Serie B mùa này. Khá khó vì ngày hôm qua với iMaster là đội tuyển hạng 3 của khu vực phía Nam nhưng vẫn có thể có được một cái chiến thắng rất áp đảo trước GTV. Nhưng ngày hôm nay khi đây thực sự là một trận chung kết giữa hai đội tuyển vô địch của mỗi khu vực thì họ đang có được một cái ván đấu khởi sắc hơn. Tạm thời là điểm dẫn trước dành cho GTV thì chưa thể nói trước được điều gì trong ván chưa đấu này. Chưa thể nói trước được điều gì. Hôm nay thì trận thi đấu thứ hai này Izadak đã có một đội hình nó hợp thời hơn và chúng ta cùng chờ xem liệu Lindis của Quarty có tỏa sáng được một lần nữa giống như cái cách mà anh ta dùng Murat trong trận thi đấu trước hay không. Và Veres của GTV là người là được đưa ra đường giữa. Với Richter thì sẽ đi solo đường với Ryoma. Còn tôi không dưới đánh giá quá cao pha núp bụi này của Bin. Bin nên cùng với trợ thủ của mình là Phương Tây Quý tiến nhanh sang khu vực đường đơn. Nếu như bây giờ anh ta có mặt ở khu vực đường đơn rồi thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Trượt. Rất không trượt. Cái song xích vừa rồi nó không làm choáng được Martin. Khi nó, cả đúng. Hai cái song xích chúng thì có thể làm choáng thì ít nhất có thể lấy đi một cái tốc biến của Martin cũng là một cái lợi thế rất lớn trước cấp độ 4. Tức là pha thi đấu đó nó chỉ trúng được một cái xích thôi. Nhưng mà thực ra là Martin cũng có một pha lách nhẹ trong tình huống đó. Thực ra Bin tôi đang đánh giá trong tình huống đó anh ta nên kiếm một con quái con của đối phương thì hay hơn là đánh vào đối phương. Tôi nghĩ rằng đánh vào con quái con hoặc là cùng di chuyển với những người đồng đội của mình. Nếu như bên phía của GTV biết thì trong quá khứ có một đội tuyển đã làm phương án này cực kỳ thành công, đó là Swing Phantom. Luôn luôn di chuyển giữa ba vị trí đường giữa, đường đơn và trợ thủ khiến cho đối phương cực kỳ khó chịu. Nhưng ngày hôm nay có vẻ GTV chưa làm được điều đó. Họ vẫn đang chỉ dừng lại ở cấu máu nhẹ và Martin. Nhưng đây là pha rình rập có lẽ là cần thiết. Rất có ý đồ với tình huống này. Nhưng bên phía của Izadak họ cũng cực kỳ tỉnh táo và đẹp dài. Tại sao không tràn vào luôn ở cái thời điểm đó nhỉ? Tức là cái thời điểm mà họ dọn lính rất nhanh đúng không? Bin dọn lính rất nhanh. Họ tràn vào thì có lẽ là đến thời điểm hiện tại đã có đổ máu ở khu vực đường dưới. Và với việc có 4 thành viên tôi tin GTV mới là đội có lợi. Thực ra đó cũng là cái thời điểm mà đường lính ở khu vực đường dưới cũng đã bị dọn hết rồi. Cho nên không có lý do gì để bên phía của Izadak họ tiến cao cả. Không phải. Đường giữa bao giờ cũng bị dọn nhanh hơn so với đường dưới. Nếu như Phong để ý thì đường giữa bao giờ cũng là đường lính tiến vào sớm nhất. Và khi mà có cả Lindis cũng như là Veres, chúng ta quay trở lại. Quan trọng hơn là con rồng này thuộc về bên phía của GTV với người dứt điểm là Thunota. Cấp độ 4 đã nhỉnh hơn đến từ bên phía của GTV. Người bị nhắm vào đó là Martin. Martin không có trợ thủ của mình. Timmy đâu rồi? Timmy bỏ chạy. Đồng nghĩa với việc Martin phải nằm xuống trong pha thi đấu này. GTV hơi lượt thượt trong tình huống vừa rồi khi họ đánh ở khắp các mặt trận. Và chỉ có một mặt trận họ giành chiến thắng, đó là mặt trận mà Bin họ Bi đã bắt được vào, đó là Martin. Còn những mặt trận còn lại thì họ cứ thiếu một xíu bởi vì cái lối đánh của họ không đồng nhất. Rõ ràng tình huống vừa rồi GTV không có người côn team, không có người côn team thực sự là nên đánh vào vị trí nào. Nếu như không, ít nhất họ sẽ có được ít nhất là hai mạng hạ cục, tôi đoán là như vậy. Bởi tất cả những cái vị trí mà họ bắt vào đều còn khoảng một chấm máu, ít nhất là khoảng chỉ khoảng hơn 1.000 máu thôi. Một điểm trừ nữa đó là hai người chơi đi rừng thì cũng đã làm không tốt trong pha thi đấu vừa rồi khi con rồng nó ở cái ngưỡng hơn 100 máu và cuối người dứt điểm ông dành cho Thunota. Thunota thực ra đó là pha thi đấu rất may mắn cho anh ta và với cái sự may mắn hơn đó thì khiến cho GTV tiếp tục có được lợi thế giống với ván đầu tiên khi con rồng một dành cho bên phía của GTV. Hay nói cách khác là trong tình huống vừa rồi đội nào may hơn thì đội đó sẽ là người có được lợi thế. Đây là một pha ép góc hay dành cho Phương Tây Quy. Liệu đồng đội của anh ta có thể làm tốt không? Sống. Chưa thể bắt được Martin. Trong tình huống mà Gachik chưa có chiêu cuối thì đây là tình huống bắt cần thiết nhưng họ chưa bắt được Martin. Và có phản ganh đến từ Izadak. Muốn đánh đến từ Garrick. Nhưng tốc biến đi đó là Thunota. Đã mất khả năng tấn công đến từ Izadak nhưng lính vẫn còn và họ có muốn tấn công không? AD họ đã biến về rồi. Thì tạm thời đây là một tình huống rút lui đến từ phía của Izadak. Hai bên đổi rất nhiều những phép bổ trợ nhưng không ai phải nằm xuống. Trong khi đó thì lượng tiền đang giãn cách ở mức khoảng 1.500 tiền. Nó đến từ việc mà ở bên phía đường bên kia thì Quarty là người chơi đi rừng luôn luôn được farm. Trong khi đó Bin Hoa Mi cũng luôn luôn là người đi trước. Nofia luôn luôn là người phải ôm trụ. Đấy Phong để ý bây giờ chắc đường lính đường giữa dọn xong rồi. Đây đường lính đường bên mới đến này. Đúng. Tức là nếu như tình huống này mà tràn xuống sẽ là hai người ở bên phía đường đơn của bên phía GTV đến sớm hơn. Có chiêu cuối. Chiêu cuối không. Chấm máu thôi. Một cú chủ quan đến từ bên phía của Izzy đã khiến họ mất đi các điểm mạng cùng vừa rồi. Bin Hoa Mi đến. Chiêu cuối hụt. Và Martin vẫn đang luồn lách vào trong những cái bụi này để có khoảng trống để được chơi. Nhưng Veres quá khỏe đi. Martin đã phải nằm xuống nhưng pháp trận thần kỳ được bật chuẩn xác. Không Martin sống lại, không thể thoát về được. Đó là điểm họ gục dành cho Bin Hoa Mi. Garrick anh ta lui lại làm gì đây? Một cú không kích trúng hai người. Chiêu cuối đoạt mệnh xích hụt đến từ Bin Hoa Mi và anh ta đã phải nằm lại trả giá dành cho Bin Hoa Mi.
Và Chris Kuhn anh ta di chuyển rất kịp thời xuống đây để gỡ lại điểm hạ gục dành cho Inter Dark. Một pha thi đấu càn lướt và rất đáng khen cho đến thời điểm anh ta dùng chiêu cuối họa mù mắt, đó là pin họa mì. Rất đáng tiếc bởi tình huống trước đó là tình huống càn lướt cực kỳ đáng nể, nhưng sau đó thì lại là một tình huống sử dụng chiêu cuối nó không chuẩn xác. Nếu đó là một chiêu cuối chuẩn xác, có lẽ anh ta sẽ có thêm một double kill nữa, hoặc nên bình tĩnh hơn sau tình huống hạ gục được chủ lực. Thật ra là tình huống đó là tình huống băng vào được, bởi vì Phong có thể nhìn thấy là mặc dù dùng chiêu cuối trượt nhưng anh ta vẫn gần tích được được cái nội tại chiêu cuối được cái nội tại huyết xích của anh ta, thì có thể hình dung được nếu như anh ta dùng chiêu cuối thành công một cú sử dụng nội tại nữa thôi, anh ta sẽ hạ gục được cả hai điểm hạ gục của đối phương. Nhưng quay trở lại với trận thi đấu này thì đây là Martin rất anh ta đang chịu. Yếu máu, Timmy hình như không có hồi sinh trong tình huống này. Phương Tế Quy đẩy được hai người đẩy và ngay hay. Lập tức bốc hơi, đó là Martin Garrix. Đây là bộ đôi có tên giống với thần tượng của tôi, nhưng hiện tại vào đấu này Nhạc thì đã không lên rồi. Nhạc đã bắt đầu xuống những nốt trầm và Garrix đang cố gắng hạ gục con lính này. Chiêu cuối đã được sử dụng, Illumia cũng đã sử dụng chiêu cuối của mình và đã hạ gục được các con lính còn lại và phong thủ thành công cái trụ đầu tiên. Đây là cái trụ đẫm máu nhất mà tôi từng thấy trong ngày hôm nay. Đã đúng. Có rất nhiều điểm đã phải nằm xuống. Thật ra thì cũng mới chỉ có một dành cho bên phía của In The Dark và 4 dành cho bên phía của GTV thôi. Nhưng đúng là đây là nơi giao tranh chủ chốt, hang rồng cùng với đường dưới đang là nơi diễn ra những màn thanh trừng lẫn nhau của cả hai đội tuyển. Trong khi đó thì tiếp tục là đánh vào đường dưới, In The Dark cũng hoàn toàn không chịu kém cạnh ở đường dưới, tức là họ cũng chủ động đánh vào đường dưới chứ họ không kiểu là đánh thua rồi thì sorry. Thôi thì đó là tình huống gọi là hơi fail một chút nếu anh ta có thể lui về, nhưng gỡ được lại một điểm hạ gục thì cũng tạm thời là hòa dành cho anh ta chứ không bị lỗ. Thực ra tình huống vừa rồi là tình huống nên ép góc để đợi cho Lindis đến, anh ta sẽ có mạng hạ gục miễn phí, nhưng anh ta lại quá tham và anh ta khiến cho pha đó là pha đổi mạng không hoàn toàn là lời dành cho bên phía của GTV. Trong khi đó Illumia đang gặp nguy hiểm bởi pin đã lên, chắc chắn sẽ có mạng hạ gục. Di chuyển rất nhạy đến từ bên phía của GTV nhưng không có lính. Hiện tại quan trọng là pin phải cản được, không cho Rio Mazadev thì sẽ là thành công. Nhưng đối phương đang tràn ra khu vực đứng giữa, điều đó đồng nghĩa với con bồ xanh có lẽ là điểm hài lòng dành cho bên phía của GTV thôi. Và lên đây với cả 4 thành viên, 3 thành viên đó là Timmy, Zephyr và Theonat đã đi cùng với nhau ở một khoảng thời gian rất lâu. Bin nhưng đây đời. Là lúc mà họ tách đàn ra, chỉ một mình Garrix lên đây thôi thì không đủ sức ép để có thể giữ chân được hai thành viên này, mà chính anh ta mới là người gặp nguy hiểm. Quân Ti thi đấu rất áp đảo trong pha thi đấu này, đuổi theo Garrix và có khoảng trống để cho Thunota có thể lấy được cái trụ ở khu vực đường dưới. Có khoảng trống và Thunota đã có được cái trụ ở khu vực đường dưới. Lượng tiền chênh lệch đang là 3.000 tiền, có số không quá nhiều nhưng là đủ để GTV có thể snowball trận đấu. Bởi Lindis đang khá xanh, 5.000 tiền là lượng tiền của Zivic, của Lindis. Trong khi đó Bin cũng đang khá xanh với 4.600 tiền. Anh ta đang di chuyển khắp map một cách khá cơ động, nhưng điều cần làm hơn của GTV bây giờ là đẩy cao nhiệt độ trận đấu ở trong thời điểm mà Lindis đang cực kỳ khỏe. Đang có không kích được sử dụng và người bị tấn công đó là Bin Hoa Mi. Bin Hoa Mi đang có một chút máu thôi, anh ta đã phải nằm xuống. Đó là điểm hạ gục dành cho Play đến đây với rất nhiều thành viên, đó là In The Dark, và họ có được hai điểm hạ gục trong pha chặn đầu vừa rồi rất tốt đến từ bên phía của In The Dark. Và đó là một tình huống mà không sử dụng được cú nội tại của người chơi đường giữa của bên GTV. Tiếp tục là điểm hạ gục tiếp theo. Không, Phương Tây Quy lùi được trong điều này. Không, một lần nữa lại là không, và Martin là người có điểm hạ gục. Trong khi đó Quân Tỷ, anh ta cân ba, anh ta đã có sự trợ giúp của Thuật NT. Thuật NT tốt, và đó là điểm hạ gục dành cho GTV. Chỉ còn một chấm máu nữa thôi thì Quân Tỷ anh ta đã phải nằm xuống. Nhưng Thuật khả NT năng lùi lại cực kỳ đau. Và muốn Thuật được NT đó, đó lại. Điểm hạ gục đó là No Fear phải nằm xuống. Double kill dành cho Thunota. Và đó là điểm hạ gục rất cần thiết của GTV ở khu vực đường giữa, thời điểm mà có lẽ Quân Tỷ cần một người đồng đội nhất. Và Thunota đã đến như một người cứu thế cho anh ta. Trong một diễn biến khác thì Blazed, anh ta đang có bao nhiêu tiền? 5.600 tiền, một tự tiền cũng không hề tệ. Nhưng thế trận thì vẫn đang là lợi thế cho GTV. Thế trận đang là lợi thế dành cho GTV sau liên tiếp là những tình huống giao tranh có lợi hơn dành cho họ. Martin trong pha thi đấu vừa rồi thì anh ta cũng rất quả quyết khi tiến rất sâu vào trụ của đối phương để có được điểm hạ gục đến từ Phương Tây Quỳ. Nhưng khi anh ta lướt ra, anh ta đã thua so với cả Quoti khi đồng đội đó là Thunota đến quá kịp thời. Đường và trên có lẽ sẽ được lấy bởi GTV. Lính tiến vào có thể tự bắn. Quoti chủ động đứng bọc đầu để cho con lính làm nhiệm vụ của mình rất chuẩn xác trong pha ép góc này. Dọa đối phương là chính trong pha tình huống vừa rồi là hợp lý.
bây giờ thì GTV sẽ phải kiểm soát rừng của đối phương tốt hơn, nhưng đây đó là giao tranh. Đó nổ ra ở bên dưới, chiêu cuối của Iluma chúng đến hai người lướt về, đó là Bin Họa Mi. Bin Họa Mi còn sống nhưng đồng đội của anh ta đã phải nằm xuống rồi. Bin Họa Mi cũng đã phải nằm với chiêu cuối của Play, và đó là double kill dành cho Play. Người đang quẩy đó là Thun Nota, anh ta đã có ác hồn gây được rất nhiều sát thương và người sống lại đó là Tarik. Khó có thể về được trong tình huống này. Sorry đến Quati ở phía bên kia đang solo kill với Play. Play là người có chiến thắng, và phía bên này thì đang đếm lại số điểm mà gục xem nào. Bên phía của Izadak là người có lợi hơn trong pha giao tranh lộn xộn vừa rồi. Gachik còn chắc đâu đó khoảng 10 máu và anh ta lùi về thành công. Trong khi đó thì tương đối đánh tiếc dành cho Sorry, anh ta có một pha cân đôi ở tình huống trước đó, nhưng rất đáng tiếc là sau đó khi còn hai thành viên nữa thì anh ta không thể cân đôi thêm một lần nữa. Thun Nota đã ở lại quá sâu, có chiều cuối nhưng khó có thể về được, không về được. Đúng rồi, và cú tiếp tục là điểm kéo rất đẹp đến từ Gachik. Tiếp tục là những điểm số dành cho Play. Chúng ta đang thấy những phút thi đấu hơi thăng hoa, hơi quá đà. Nói một cách khác đó là húng đến từ bên phía của GTV, khiến cho liên tiếp là những pha giao tranh mà họ là người trao đổi bất lợi hơn so với đối phương. Và đặc biệt là với một vị tướng như Zephyr đang không được quan tâm tới, thì đang là một cái vị tướng 502 rất khó nhằn để cho QWERTY có thể khả năng bắn xuyên qua lớp giáp. Và tiếp tục là điểm hạ gục dành cho Interduck. Và GTV vẫn đang biết cách quăng trận thi đấu của mình. Ở giai đoạn đầu họ đã có rất nhiều lợi thế, nhưng thời điểm hiện tại họ không còn một chút lợi thế nào nữa. Họ đang bị đối phương ép sân ngược trở lại, và con rồng bạo chúa này hoàn toàn có thể sẽ là phần thưởng dành cho Interduck sau những nỗ lực vừa qua của họ. Đang không có một sự can thiệp nào đến từ bên phía của GTV, và con rồng bạo chúa đã thuộc về bên phía của Interduck. Và tiếp tục là tấn công vào khu vực giữa. Đó là tình huống ăn rồng có thông tin đến từ bên phía của GTV, nhưng họ lại không có bất kỳ một động thái nào đáp trả lại lối di chuyển ăn rồng vừa rồi. Không có một đường lính nào được đẩy quá cao vượt trội, không có một mục tiêu nào khác được đổi ngược lại, mà họ chỉ đứng ở trong phần sân nhà mình thôi. Tấn công vào Martin tóc biến đi, và anh ta vẫn còn sống sót. Sorry, đấy là người gặp nguy hiểm trong tình này. Không kích chúng, và chiêu cuối Illima không trúng vào người của Play. Sorry tạm thời có thể lui được. Garrick là người chọc đầu. QWERTY đang phải bỏ chạy, lao đến đó là phương tới quỳ. Chiêu cuối mắt báo khép góc, nhưng người thấp máu hơn đó là Sorry. Sorry đang phải nằm xuống, điểm hòa gục huyền thoại dành cho Play. Play vẫn còn quá nhiều máu, anh ta cần 3 trong tình huống này. Sống lại là Garrick. Garrick có điểm hòa gục đến từ QWERTY. Sát thương chủ lực của bên phía GTV đang phải nằm xuống. Đường dưới Isaac tiếp tục đẩy, và double kill dành cho Play. Phương tới quỳ nằm xuống, đó là triple kill dành cho Play trong pha thi đấu này. Varus vẫn còn, Bin Họa Mi đang đánh nhau với No Fear. No Fear hất bung được. Play đến có thể là quá kill. Chiêu cuối chính xác đến từ Illuma, và quá kill chưa có. Bin Họa Mi đang có luồn lách, và đó là lời mà gục dành cho No Fear. Đường dưới Isaac đã đẩy một đường hai lính siêu cấp dành cho bên phía của Isaac. Và đây là một pha quét sạch dành cho bên phía của Isaac. Họ đang có thể kết thúc luôn và thi đấu này chăng? Không, họ sẽ lấy được khoảng hai đường siêu cấp chẳng, không, một đường thôi. Có thể lấy với, được thứ hai không? Với theo Bây giờ vẫn đang có, rất khỏe và sorry có thể thứ hai. Có chiều cuối, có chiều hai, nhưng con xe vẫn còn. Play lao vào, hất tung Sorry. Sorry chấm máu nên lui về an toàn trong pha thi đấu này. Và lính rất to, đây là ba con xe đến từ khu vực đường trên. Thun Nota đã sử dụng chiều cuối, lính đã được dọn bớt đi, và áp lực đã tạm thời được ngừng dành cho bên phía của GTV. Rõ ràng giai đoạn giữa trận và những giai đoạn mà cần phải dơ bôn trận đấu thì GTV vẫn đang làm rất tệ ở cả ngày thi đấu hôm qua và đến trận thi đấu này, ngày thi đấu hôm nay. Trong trận thi đấu đầu tiên thì nếu như đó không phải là một sự all-in đến từ Interduck ra khu vực hang Seiza thì có lẽ là GTV cũng sẽ gặp một vài khó khăn trong việc kết thúc trận đấu. Và trong trận thi đấu thứ hai, khi họ đang có lợi thế nhưng không quá rõ rệt, thì họ sẽ biết cách để khiến cho trận thi đấu này trở nên vượt xa khỏi tầm tay của họ. Bên phía của GTV đang gặp những vấn đề. Và đây là chiêu cuối quá đẹp dành cho Illumia. Và chúng rất nhiều người, nhưng Bin Họa Mi là người quay ngược trở lại, chấm dứt được cái chuỗi huyền thoại của Play. Garrick là người tấn công, anh ta có chiêu cuối đã được bật, nhưng Bin Họa Mi địch cả đồng, chiến cà phê, hút lượng máu cực kỳ nhiều. Garrick đã phải bỏ chạy sau khi hết tác dụng của chiêu cuối, nhưng Bin Họa Mi là người có 3 điểm hạ gục trong pha thi đấu này. Hai người còn lại đã phải thoát thân, và bên phía của GTV giữ được lại thế trận này sau một tình huống giao tranh tốt. Đó là người tỏa sáng, đó là Bin Họa Mi. Một pha tỏa sáng nhẹ của Bin. Và bên phía của GTV có khả năng lấy lại được trận thi đấu này sau pha giao tranh vừa rồi. Nhưng Martin vẫn đang thủ trụ rất kiên cường. Anh ta đứng một phía, Chris Kuhn một phía, và nó khiến cho GTV không thể làm gì được. Trong khi đó thì con tà thần Seiza sẽ là hướng đến tiếp theo của GTV. Sorry đang đánh khá tốt trong trận thi đấu này. Khả năng ép góc của anh ta là có. Anh ta đang đứng giữ map cho những người đồng đội của mình. Và con tà thần Seiza là tưởng thưởng cho họ sau pha tỏa sáng vừa rồi. Lấy được 3 điểm hạ gục. Cùng với con tà thần Seiza, họ đang quay trở lại với trận thiếu này. Nhưng việc họ có lật ngược được trận thiếu này hay không, nó còn đến từ việc Sorry có bắt được vào Martin hay không. Đúng, Sorry có lẽ là thành viên duy nhất có đủ khả năng cũng như lượng sát thương để bắt phát chết luôn vào Martin. Nhưng liệu anh ta có làm được điều đó hay không, đó là một câu chuyện khác.
với những trận đấu của giải A, chúng ta thấy nếu trong đội hình của bạn có Timmy, Timmy không bao giờ bỏ xa Martin quá 3 bước chân. Đó là cái động lực duy nhất để Martin có thể thoải mái di chuyển qua các bãi mục tiêu để có thể farm cũng như là có được vị trí bắn tốt nhất. Nhưng chúng ta thấy Timmy của trận thi đấu này anh ta đứng quá xa so với những xạ thủ của mình. Anh ta thường chịu trách nhiệm là mở giao tranh chứ không phải là người bảo kê cho AD có thể bắn. Đồng nghĩa việc khi Martin phải nằm xuống sớm, đồng nghĩa việc đó là sát thương mà Izadak gây ra là không nhiều. Đó, chúng ta thấy khả năng đứng cao như này là những lỗi có thể bị bắt đến từ Garrick. Thực ra ở trong những trận thi đấu mà có Illumia, chúng ta không cần thiết phải đánh theo kiểu check map, theo kiểu dại như Timmy của Gatchick đang đánh. Gatchick đang đánh hơi bị lạc so với nhịp mà một đội tuyển có Timmy và có Illumia đang đánh. Sẽ là một lối đánh bảo kê xạ thủ, chờ đợi sai lầm của đối phương là hay hơn. Mất nhưng chiều Timmy cuối đấy sử dụng chiều cuối một cách rất vô nghĩa. Và anh ta sống lại thì cũng khó có thể về được. Mắt báo đã được sử dụng làm choáng tốt đến từ Illumia. Wow, ba người này play thấp máu, đó là đội hình của GTV. Thoát về được đó là Phương TQ cũng như là Bin Họa Mi. Martin tốc biến lao lên bắn rất quyết đoán nhưng anh ta đã phải nằm xuống trong pha thi đấu này. Trong khi đó khu vực đường dưới thì Sorry đã đẩy được một cái trụ. Sorry không kích vào Sorry rồi. Sorry cũng đã chạy được sau khi kích vào được kiếm đỏ. Nhưng vẫn đang còn rất đầy máu, anh ta sẽ lấy cái trụ thứ hai. Đó là lý do tại sao mà bạn không nên sử dụng Timmy một cách quá xa xạ thủ của mình như vậy. Đúng, đúng. Như Phong phân tích đó, ở thời điểm đầu có thể đánh như vậy nhưng ở thời điểm sau, ở thời điểm quan trọng và then chốt nhất như thế này, tiếp tục là mất chiều cuối vô nghĩa. Và anh ta đã phải nằm xuống. Lao ra đập lầy, bay bắt được Quanti, người làm tốt hơn đập lầy. Anh ta sửa sai cho những người đồng đội của mình. Sống lại, Quanti đã phải nằm xuống. Tiếp tục là những điểm hạ gục dành cho bên phía của Izadak. Tiếp tục là hất tung. Triple kill hay không? Có triple kill dành cho Lee không? Và đó là một điểm hạ gục. Tiếp tục là No Fear kết thúc pha giao tranh này. Thực ra nói chiêu cuối của Gatchick là vô nghĩa là không đúng. Tức là anh ta vẫn có một tác dụng, câu đó là kiểu gian. Câu không phải câu đối phương chụp lại để cho những người đồng đội của mình hạ gục được đối phương. Nhưng cái quan trọng là nếu như trong thế trận mà có xạ thủ mạnh như Theodas thì có lẽ không cần thiết phải như vậy. Chứ không phải là nếu ví dụ như là trong đội hình của Izadak đang là một cái đội hình toàn đấu sĩ đi, thì lúc đó cái vai trò Timmy của anh ta sẽ được thể hiện trong qua những cái ván đánh, những cái tình huống đánh như vậy. Nhưng nếu như đồng đội của anh ta lại là một người như là Theonat, như là Illumia, thì có lẽ anh ta nên đánh thấp hơn ở trong trận thiếu này thì là hợp lý hơn. Còn nếu như thực sự là một trận thi đấu mà anh ta đánh chỉ để mở combat, đó sẽ là một lối đánh hoàn toàn tốt dành cho Gatchick, bởi ít nhất Gatchick vẫn sử dụng được cái phát trận thần kỳ để có thể cứu được cái mạng anh ta, để khiến cho đối phương bâu vào một phía, để cho người chơi đi rừng của anh ta Blazed có được cho mình cái thế đánh tốt nhất. Tiếp tục là check map. Đây đã là khoảng thời gian mà Illumia đã có được rất nhiều cái lượng giảm hồi chiêu của mình rồi. Cho nên anh ta có thể liên tiếp sử dụng cái chiêu cuối của mình, hoặc là để check map đối phương, hoặc là để cầu máu trước thêm giao tranh. Và suốt những khoảng thời gian vừa rồi chúng ta thấy No Fear cũng đã có liên tiếp là những tình huống chiêu cuối chuẩn xác để mở giao tranh tốt cho Blaze có thể bắt thẳng vào vị trí chủ lực của đối phương, đó là Quoti. Một tình huống choáng tốt, Quoti lao thẳng vào và không kích rậm, và Quoti ngay lập tức bốc hơi. Bây giờ đang là cái lợi thế mà Illumia mang đến. Bây giờ điều mà GTV tôi nghĩ rằng nên làm đó là câu chiêu cuối của Illumia, tức là giả vờ giao tranh, bắt vào Gatchick, đợi Gatchick sử dụng xong cho mình chiêu cuối thì đừng tham vào Gatchick nữa. Bởi Gatchick sau khi mất chiêu cuối anh ta cũng hoàn toàn gần như là mất tác dụng của mình. Và khi đó thì hoàn toàn có thể lùi lại sau giao tranh và đợi tái giao tranh thành công. Nhưng khó khăn hơn khi đường dưới anh chàng Chris Kuhn đã cân được hai đợt lính siêu cấp tiến cùng với nhau để tạo khoảng trống cho khu vực trên. Đã là vào. Trên Gatchick anh ta bóc quá xa tấn công thẳng vào Quanti. Quanti không được chơi chiêu cuối tốt và Phương TQ là người đầu tiên phải nằm xuống. Sorry đã cố cản vào đội hình phía sau của bên phía Izadak nhưng anh ta không thể làm gì được và thoát ra ngoài. Garrick của anh ta còn sống, quay ngược trở lại, đồng đội của anh ta cũng còn sống, còn nguyên 5 thành viên đến từ bên phía của Izadak và họ đã có thành công trong pha giao tranh này. Mỗi người chỉ còn một chấm máu rất hùng đến từ Blay nhưng anh ta còn có cái giáp hộ mệnh của mình và quyết định lao lại để hạ gục Quanti. Quanti có cái luyện đạp mệnh quay thẳng vào bể nước để hạ gục đối phương. Đó là ba đường lính xuống cấp, đó là quét sạch và đây là một đều dành cho Izadak. Và tình huống lao vào cuối cùng vừa rồi thì thực sự là tôi lại cảm thấy thích đến từ Gatchick. Đó là tình huống mà đối phương không có cửa bắt vào Martin. Nên nhớ, đối phương không có cửa bắt vào Martin. Đây là một tình huống công trụ. Và điều mà Gatchick làm đó là gần như là đánh thẳng vào chủ lực của đối phương, không quan tâm bất kỳ điều gì cả. Một trợ thủ đổi lấy một chủ lực của đối phương không được chơi. Đây là điều hời dành cho bên phía của Inzadak. Ở trong tình huống cuối cùng là tình huống mà Martin thoải mái bắn thôi, bởi vì đơn giản anh ta không cần trợ thủ của mình trong tình huống đó. Đó là tình huống mà anh ta không cần phải xem góc đánh nữa, bởi vì góc đánh của anh ta đơn giản là ở một phía còn lại so với đối phương. Và sải tay dài khiến cho anh ta đủ sức đánh Illumia và Illumia và Theonat tự bảo kê cho nhau.
Còn người đóng vai trò mở giao tranh là Gacic, và anh ta làm tốt vai trò đó. Anh ta thậm chí còn không phải nằm lại trong tình huống đó, và anh ta giúp cho Blaze tỏa sáng trong tình huống cuối cùng. Người chơi tốt nhất của bên phía In The Dark có lẽ vẫn là Zephyr trong trận thi đấu này. Đúng, anh ta đã gánh đội hình là rất tốt với những tình huống gây sát thương tốt, chống chịu tốt, mở giao tranh tốt, bắt chủ lực đối phương tốt và tạo rất nhiều tiền đề để cho đội hình của họ có được một bàn thắng. Mặc dù đây là một trận đấu rất cân não đến từ cả hai bên, nhưng bên phía của In The Dark họ đã có một con bài cũng như một người chơi cực kỳ tuyệt vời, đó là Blaze. Trong những tình huống xử lý Zephyr của mình, Blaze đánh thực sự tốt, Blaze đánh thực sự tốt. Và ở trong trận thiếu này thì GTV một lần nữa phải cảnh báo họ về khả năng kết thúc trận đấu của họ. Đúng. Về khả năng năn cầu tuyết của họ, nó quá tệ. Và với những lợi thế mà họ có ở thời điểm đầu, nhiều đội tuyển sẽ lựa chọn phương án ép thẳng và dừng đối phương ăn hết tài nguyên. Nhưng họ không làm được điều đó. Họ thường xuyên giao tranh và thua. Họ giao tranh quá nhiều trong bối cảnh đối phương có Timmy, đó là một con dao hai lưỡi. Nếu Timmy sử dụng tốt, nếu Zephyr sử dụng tốt, nó đơn giản là tiền thắng cho đội tuyển đối phương. Đó là cái khoảng thời gian giữa trận đấu. Đây, MVP của chúng ta không ai khác, không nằm ngoài dự đoán, đó là Blaze. Đó là khoảng thời gian giữa trận đấu khi mà QWERTY anh ta rất xanh rồi. Anh ta đã có những tình huống đuổi đối phương thẳng vào bụi. Thì liên tiếp là những tình huống giao tranh mà họ lấy được 1 nhưng phải đuổi 2, lấy được 3 nhưng lại phải đuổi 4. Và đó là liên tiếp những điểm hạ gục vào trong tay của Blaze. Và đó là khoảng thời gian mà anh ta tăng tiến sức mạnh cực kỳ nhanh và gồng gánh đội hình của In The Dark quay ngược trở lại với thế trận và có được chiến thắng ở trong ván đấu thứ hai. Nếu để lấy một tấm gương dành cho QWERTY ở đấu trường danh vọng thì tôi sẽ lấy ngay tấm gương cho QWERTY, đó là Turtle ở đấu trường danh vọng. Turtle thường xuyên không còn xuất hiện giao tranh ở giai đoạn giữa trận nữa với Lindis. Anh ta sẽ đến với đường trên, anh ta sẽ đến với đường giữa, anh ta đến với đường dưới, anh ta đến với đường rừng của đối phương. Anh ta với Lindis di chuyển khắp map, và đến khi mà Zephyr không thể theo nổi anh ta nữa, anh ta sẽ bắt vào một thành viên của đối phương. Đó có thể là Chris Kuhn, đó có thể là Martin, và đó có thể là No Fear. Với chất tướng của Lindis, anh ta hoàn toàn có thể nhấp nhả ra vào. Thậm chí là đôi khi anh ta cảm nhận là không thể giết được đối phương, anh ta có thể cấu một nửa lượng máu, sau đó lại lui về một cái đường khác, đánh rất du kích. Và đó là lối đánh sẽ khiến cho Lindis trở nên khó chịu hơn rất nhiều. Nhưng thay vào đó thì GTV lại chấp nhận giao tranh tổng. Và trong giao tranh tổng đó thì Illumia mới là người có lời và Zephyr là người hưởng lợi trong giao tranh đó. Chúng ta thấy có những pha giao tranh mà Zephyr anh ta có thể chiêu cuối đến 3 lần liên tiếp. Đó là những lượng sát thương cực kỳ nhiều có thể dồn vào bên phía của GTV, và họ đã liên tiếp bắt được chủ lực của đối phương. Với một Zephyr như vậy thì một chiến thắng đã đến dành cho In The Dark, và họ quay ngược trở lại để đưa trận đấu này đến ván đấu quyết định, ván đấu thứ 3. Nếu nói con bài Veret là con bài địch càng đông chiến càng phê thì Zephyr cũng là một chiến tướng tương tự như vậy. Đánh theo kiểu là đánh càng lâu thì đánh càng phê. Và rõ ràng là trong trận thi đấu vừa rồi thì bên phía của GTV cũng đã vô tình tạo động lực để cho Zephyr có thể đánh càng lâu đến như vậy. Và chúng ta sẽ đến với những tình huống hay nhất trong trận thi đấu thứ 2 để chuẩn bị đến với trận thi đấu chung kết trong ngày thi đấu hôm nay, trận đấu cuối cùng.
Một trận thi đấu rất căng thẳng ở ván đấu thứ hai khi In The Dark đã có được một điểm số gỡ hòa với GTV. Và chúng ta cùng đến với ván đấu thứ ba giữa hai đội tuyển vô địch vòng loại của mỗi miền. Và không biết Phong nhận định như thế nào, nhưng mà tôi đang cảm thấy đấu trường Serie B là một đối tượng cân tải cân sức. Rất cân tải cân sức. Các đội tuyển của Serie B đang tỏ ra họ hoàn toàn có thể lật ngược được thế cờ trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, bất kỳ một ván đấu nào với đối thủ của họ. Chỉ duy nhất MOB hiện tại đang ở thế đuối hơn so với 5 đội tuyển còn lại. Còn 5 đội tuyển còn lại thì gần như là đánh giá khá cân so với nhau. Có chăng là nhỉnh hơn một chút ở đội tuyển này, ở đội tuyển nọ thôi. Với đánh giá của riêng tôi thì đây là một cái đấu trường rất là đẫm máu, khi với những trận đấu chúng ta thường thấy rất nhiều giao tranh liên tục. Chúng tôi có thể đọc giao tranh liên tục và không ngừng, và một trận đấu có thể đến vài chục mạng. Thường thì ở những cái trận đấu thi đấu chuyên nghiệp thì chúng ta ở hạng A thì họ cần farm nhiều hơn, lấy lợi thế nhiều hơn, tránh những giao tranh tổng để mắc những sai lầm đáng tiếc, sau đó kéo trận đấu về cuối để có thể đánh nhau. Nhưng ở đây Serie B chúng tôi không làm vậy. Chúng tôi đánh nhau là chủ yếu farm người, và chủ yếu, và chúng ta cũng đã có một cái giải đấu rất cống hiến cho khán giả về mặt quan sát cũng như là xem giao tranh. Trong một giải đấu như vậy thì thời thế kiểu loạn lạc sinh anh hùng, rất nhiều game thủ sẽ có được điểm KDA bá đạo và vượt trội so với phần còn lại. Tiêu biểu như trận thi đấu vừa rồi đó là Blaze, anh ta vừa có một điểm KDA lên đến 14-28 thì phải. Và có lẽ có nằm mơ thì trong đấu trường danh vọng phiên bản thực cũng rất ít khi có được cho mình một cái lượng KDA vượt trội đến như vậy. Bởi nếu như có được khoảng 10 mạng hạ gục có khi họ cũng đã đánh đến nhà chính của đối phương rồi. Đây, đến thời điểm hiện tại chúng ta đến với trận đấu chung kết của ván thi đấu ngày hôm nay. Đội tuyển có lời về mặt cấm chọn là GTV, nhưng tôi đoán đội tuyển có lời về mặt chất tướng sẽ là Isdak. Đúng, nói cách khác thì đây là ván đấu mà GTV được quyền chọn bên. Thì rất có thể là các đội khi được quyền chọn bên thì họ sẽ chọn phần dân màu xanh để tránh đi một lượt cấm vào Florentino. Có khi nào chơi lớn không? Nhà thử Florentino thử một ván xem thế nào. Đây vẫn là Florentino của Beta 19. Và rõ ràng phiên bản này thì Florentino vẫn rất mạnh. Rất mạnh. Ở Florentino phiên bản sau nó vẫn còn mạnh, nhưng có lẽ nó cũng không đến nỗi phải cấm vào ở trong tất cả các ván đấu nữa, và hoàn toàn có những con bài có thể bắt vào Florentino rất là dễ dàng. Nhưng ở phiên bản này thì thả Florentino cũng là một vấn đề khá lớn. Thực ra thì các đội có thể học tập theo Team Flash. Họ đã khắc chế triệt để con bài này khi lừa cho Adonis lấy được con bài Florentino. Thực ra cái trận thi đấu mà đồng năm anh ta đã có những cảm xúc rất là ướt sướt mướt sau cái trận thi đấu đó, tôi nghĩ là cái cảm giác bị lừa là nhiều hơn. Với một cái vị tướng mà anh ta chơi thuần thục đến như vậy, nhưng anh ta đã bị mắc, anh ta không được múa trong giao tranh, bị xích bởi Bandum, bị xích bởi Arum, bị xích bởi Alistair, khiến anh ta cảm giác như mình đã bị lừa vào cái thế trận của Team Flash rồi, và khiến cho những giọt nước mắt cay đắng của anh ta đã được tuôn ra. Thực ra Phong cũng phải để ý đó là để lừa được đối phương như vậy thì Flash cũng cần phải có những người chơi có kỹ năng thực sự vượt trội. Đúng. Tức là không phải ai cũng có thể đánh được tốt Alistair, một con bài đủ về mặt di chuyển. Ngoài ra cũng phải nói nữa đó là không phải ai cũng có thể áp đặt được một thế trận tốt như Team Flash để có thể dồn vào thế đó là bắt lẻ con bài Florentino. Bởi nên nhớ, nếu như Florentino được đánh độc lập một đường thì cũng không có lý do gì để anh ta không xanh cả. Và khi anh ta xanh thì anh ta vẫn khó chịu, lượng tiền đè, lượng đồ đè, và khi mà lúc nào cũng phải cắt cử một là Alistair, hai là Arum ra để đối chọi với anh ta cũng là một điều hoàn toàn là một con dao hai lưỡi dành cho chiến thuật đó. Tức là bắt vào Florentino đôi khi lại phải thả ra những con quái vật khác. Tức là ngoài Florentino ra, đội bạn sẽ còn có những người khác không bị chăm sóc, và khi đó thì AD của bạn có thể tỏa sáng chẳng hạn, và khi đó Florentino hoàn toàn có thể đóng vai trò là một bị thịt để cho đối phương đấm đá thế nào thì tùy, và đôi khi anh ta vẫn có thể tỏa sáng được. Bởi nên nhớ chất tướng của anh ta là như vậy. Đồng ý. Và chúng ta cùng đến với ván đấu này thì cũng không có bất ngờ được xảy ra khi liên tiếp là Florentino tiếp tục bị cấm ở ngay lượt cấm đầu tiên dành cho bên phía của Interdark. Thì lấy trước đi đó là Cafeni. Ba ván đấu đều có những dấu ấn rất đậm nét đến từ những vị xạ thủ. Ván đấu đầu tiên đó là Hayate trong tay của Thunota. Ván đấu thứ hai thì lại là Theonat khi liên tiếp phải tự chơi, tự sinh, tự diệt. Ván đấu thứ ba này thì liệu với Cafeni, anh ta có thể trở thành một khẩu pháo mãnh liệt của đến từ bên phía của GTV giống như Hayate làm được ở ván đấu đầu tiên hay không? Trận thi đấu thứ ba này là trận thi đấu mà có lẽ Bin sẽ phải sử dụng Tulen ra. Thực tế thì vì việc là kiểu Bin cũng là một thành viên kiểu rất là thân với tôi, thế nên là tôi cũng biết là Bin cũng là một người khá là đa dạng tướng. Nhưng việc sử dụng Tulen thì có lẽ sẽ là hơi khó dành cho Bin để có thể đánh thực sự gánh team được con bài này. Bởi Tulen là một con bài đánh dễ đánh, ai cũng có thể đánh được, nhưng mà để đánh gánh team thì
đang đặt một cái dấu hỏi cho Vin, không biết Vin có thể làm được điều đó hay không. Trong khi đó thì The Fast đã được lựa chọn rất sớm đến từ bên phía của Inzerduck, bởi Inzerduck đã lựa chọn Tulen rồi. Nếu như không lựa chọn The Fast thì GTV có thể lấy The Fast và khiến cho Inzerduck rơi vào thế bí. Và thêm một vị trợ thủ nữa rất mạnh, đó là Sephira. Với vị tướng này thì bên phía của Inzerduck tiếp tục có thêm một cửa sáng ở vị trí Sephira. Đây là một vị tướng vẫn đang gây được rất nhiều khó chịu, giống như ván đấu đầu tiên mà GTV họ đã làm được. Thì đây là ván đấu mà Sephira chưa bị cấm đi, thì không có lý do nào mà Inzerduck họ không nhắm tới cả. Thì hai bên đã hoàn thành xong những lượt lựa chọn ở phase chọn đầu tiên. Chúng ta cùng đến với phase cấm thứ hai, xem bên phía của đối phương sẽ khóa vào mục tiêu nào đây. Hai bên đều đang chưa lộ ra những con bài đi rừng của mình. Thì hiện tại đi rừng triệt để chỉ có thể đến từ những vị tướng sát thủ mà thôi. Trước mắt đó là Nakroth. Nakroth đã được cấm vào, đó là Inzerduck. Murad cũng đã được cấm vào, đó là GTV. Đương nhiên rồi, bởi vì Murad đã đánh rồi đến từ vị trí của GTV. Tiếp theo, Quillen có cấm nốt không? Quillen, tôi nghĩ là Inzerduck sẽ không cấm. Inzerduck sẽ lấy Quillen. Còn Zephyr nữa, Zephyr bên phía GTV họ chưa sử dụng, nên có thể nhắm tới nếu họ muốn sử dụng để đáp trả lại một play ván đấu thứ hai quá hủy diệt với Zephyr. Rất căng não, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Hai bên đang đấu não lẫn nhau. Và đó là Darcy đã bị cấm đi. Rồi, Darcy là vị tướng mà bên phía của Inzerduck họ đã sử dụng không thành công ở ván đấu đầu tiên khi liên tiếp bị cam vào rừng. Nhưng Darcy vẫn là một vị tướng mạnh. Và Inzerduck đã cấm Darcy. Bên phía của GTV còn một lần cấm cuối cùng, tôi nghĩ là Quillen. Triệt để vào hai vị trí đi rừng, hai bên đều đang cấm đi rất nhiều. Thì đến ván đấu thứ 3 này, nó sẽ đặt ra một cái trường hợp, đó là đội tuyển nào có cái bể tướng nó rộng hơn thì sẽ là đội tuyển có lời hơn, đúng không? Thì play đi, theo những chia sẻ của anh của chính anh ta thì mới chỉ luyện tập rừng khoảng thời gian rất gần đây thôi, thì liệu anh ta có phải là người bị thiệt ở cái ván đấu thứ 3 này không khi luật cấm chọn quốc tế đã được áp đặt? Superman, một lựa chọn khá chất lượng đến từ Inzerduck. Họ có toan tính, họ lấy Sephira và họ lấy Superman. Con bài khắc chế bậc nhất và Superman cũng đã ở trong đội hình của họ, đã là đồng minh của Superman. Và tiếp theo GTV, bây giờ họ cần lấy luôn, bây giờ họ còn hai lựa chọn cuối cùng, thì còn một trợ thủ và một trợ thủ và một rừng. Thì Bandu mất rồi, Timmy mất rồi, Payna với khá hay Cafeni, thì đây là một vị tướng đã được áp sẵn một cái lượng tốc đánh rồi. Khi mà bạn lên những cái trang bị tăng tốc đánh cho Cafeni thì đồng nghĩa việc là sát thương của anh ta được tăng lên. Với cái chiêu 1 của Payna, đó là chiêu 1 mà khi đứng cạnh đồng đội, đồng minh của mình thì đồng minh sẽ được hồi một lượng máu. Và cái thứ hai nội tại ẩn, đó là đồng minh sẽ được tăng thêm tốc đánh khi đứng ở trong cái vòng đó. Thế đó cũng là một cái phần mà để tăng thêm cái sức sát thương dành cho bên phía của Cafeni có thể bắn ở trong giao tranh. Hay nói cách khác, Payna là một lựa chọn hoàn hảo cho các vị xạ thủ. Ok. Còn thực tế thì Payna sẽ không tốt lắm cho quá trình check map cũng như kiểm soát thông tin, cũng như là lấy lợi thế về cho team về mặt tầm nhìn. Payna không quá tốt trong việc đó. Payna sẽ đi kèm với xạ thủ rất nhiều. Điều đó khiến cho Kricknack của QWERTY sẽ phải hoạt động tương đối độc lập. Trong khi đó bên kia, Gatchick lựa chọn cho mình sự lựa chọn cuối cùng là Lindis. Đây là con bài có thể độc lập tác chiến khá mạnh. Điều đó đồng nghĩa với việc Sephira sẽ được thả ra đánh khá tự do trong trận đấu này. Và kết hợp cùng với cả Superman cũng như Richter đều là những cánh gây rất nhiều bất ngờ. Đội hình của Inzerduck ẩn chứa nhiều sự bất ngờ hơn, nhiều sự khó chịu hơn. Còn đội hình của GTV ẩn chứa nhiều sự snowball trận đấu hơn. Tức là nếu như GTV có lợi thế ở thời điểm đầu với Cafeni và Payna ở một cánh, họ có thể hủy diệt cánh đó, hủy diệt luôn cả một cánh đó, hủy diệt luôn cả một nửa bản đồ. Và tiếp tục là cái vấn đề đặt ra ở con rồng đầu tiên của trận đấu. Liên tiếp là hai ván đấu, GTV là người kiểm soát được con rồng và họ luôn là người dẫn trước lợi thế đối phương ở trước phút thứ 10. Nhưng cái vấn đề đó là kết thúc trận đấu, dứt điểm trận đấu của họ thì lại không cao, khiến cho ván đấu thứ hai, mặc dù cam rất nhiều vào đường của Theonat, nhưng họ vẫn có một cái giai đoạn mid game, giai đoạn giữa trận đấu họ di chuyển sai và khiến cho bên phía của Inzerduck có thể trừng phạt vào những sai lầm và có thể giữ được một cái ván đấu thứ hai. Thì liệu với một cái chất tướng nó mạnh ở giai đoạn đầu, đúng là cái giai đoạn mà khi con rồng nó xuất hiện, với Kricknack, với Cafeni, thì họ có thể tiếp tục lăn cầu tuyết ở giai đoạn đầu trận đấu hay không? Chúng ta cùng chờ xem trận thi đấu thứ 3, trận thi đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay đã chuẩn bị được bắt đầu. Và ngày hôm nay ván đấu cũng phải kéo dài đến khung giờ khoảng
gần 10 giờ chúng ta mới kết thúc được những trận thi đấu cuối cùng. Khung giờ của đấu trường Serie B đang tỏ ra còn căng thẳng hơn rất nhiều so với Serie A đấu trường danh vọng. Và rõ ràng là những trận thi đấu 2-1 trải dài ở khắp ngày thi đấu hôm qua cũng như ngày thi đấu hôm nay, chỉ trừ có MLB là không có đủ sức bật. Còn lại những đội tuyển còn lại thì đều đang tỏ ra là mình rất chơi. Rồi, và chúng ta cùng đến với ván đấu thứ 3, ván đấu chung kết giữa GTV và In The Dark. Một đội hình ẩn chứa, theo như anh Tùng nói là ẩn chứa rất nhiều tính đột biến. Và trước mắt thì Chris Kuhn bắt được vào người của Sorry. Một cú lao vào nhẹ đến từ Chris Kuhn và anh ta vẫn để một chiều để anh ta có thể lao vào lần 2. Nhưng anh ta không lao vào, Martin mới là người chơi đường giữa ở trận thi đấu này với con bài Superman. Phương Tây Quy đang kiểm soát map cho người chơi đường giữa, đó là Sorry chứ không phải Bin. Bin sẽ quay trở lại với vị trí đường đơn và với con bài Omen. Đảo đường liên tục, đảo vị trí liên tục đến từ bên phía của GTV. Và với Superman đường giữa thì anh ta đã có một cái tốc độ đẩy lính cũng cực kỳ nhanh. Với cái đợt lính đầu tiên anh ta đã di chuyển là người vượt trội hơn đối phương. Còn bên phía của GTV họ chủ động cho người chơi trợ thủ của mình ở khu vực đường giữa để bảo kê, cũng như là giúp cho Tulen có thể đẩy lính ngược lại bằng với tốc độ của Superman. Nhưng Martin vẫn đang thể hiện là người có lợi thế hơn sau những tình huống di chuyển vừa rồi. Đồng ý, nhưng trong khi đó thì Thunota ở khu vực đường giới cũng đang farm khá tốt. Cái giày mà Superman lựa chọn là giày cơ động, nên nhớ anh ta rất cơ động. Và đó là một cú làm choáng rất kịp thời, có lẽ là cũng có một phần may mắn của Phương Tây Quỷ. Và nó khiến cho Martin bị choáng ở trong giây mà anh ta chuẩn bị đẩy đối phương về. Rất may, Sorry, anh ta tốc biến kịp thời và thoát chết trong tình huống vừa rồi, hú hồn. Di chuyển sớm đến từ Martin mang lại cực kỳ nhiều lợi thế về phép bổ trợ dành cho bên phía của In The Dark. Nhưng nên nhớ Payna là một chất tướng mà đối phương không cần biết đối phương di chuyển như nào, quan trọng là chúng ta mạnh như thế nào thôi. Payna đánh tập trung xung quanh những người đồng đội của mình và Payna không quan tâm đến đối phương nhiều lắm. Việc di chuyển luôn luôn Payna là người cũng đã bất lợi rồi. Đây, chúng ta còn nhìn thấy 3 giây nữa thì con rồng sẽ ra. Bên phía của In The Dark họ đã tụ được đủ 5 thành viên ở đây. Tôi đánh giá GTV sẽ là người có lời trong hang rồng ở tình huống này nếu như thực sự giao tranh nổ ra. Nhưng bên phía của In The Dark tập trung sớm hơn, họ đang có là lợi thế ở hang rồng. Con rồng còn 1.000 máu và nó dành cho Cuộc Tì, tiếp tục là dành cho Cuộc Tì. Đó là Game TV, đó là GTV. Và chiêu cuối mưa liên thành hạ gục được một người. Và tiếp tục là những sai lầm đến từ hai người chơi đi rừng. Người làm tốt trong pha tiền đạo, tôi không nhớ đó ai là người ăn được không dùng Crick Duck. Nhưng thường, quan trọng ấy là người mắc sai lầm, phải nói người mắc sai lầm là Bayzet. Bởi rõ ràng là Lindis đã mắc sai lầm trong tình huống trừng phạt vừa rồi. Con rồng nó tụt máu một cách rất từ từ. Anh Phong để ý con rồng còn 800 máu, tôi thấy nó còn một khoảng thời gian nó được hạ gục bởi những đòn đánh thường. Thì Quoti mới hạ gục được con rồng đó, hoặc là nếu mà trừng phạt thì cũng là trừng phạt rất là muộn. Đúng. Và Thunota giống như trận thi đấu đầu tiên, chỉ đợi có thế mưa liên thanh được xả ra ở thời điểm anh ta lên cấp độ 4 nhờ con rồng. Và con rồng đó, vấn đề mấu chốt vẫn là con rồng. Đó cũng là khoảng thời gian Play đã phải chịu rất nhiều sát thương trước đó đến từ con rồng mưa liên thanh. Và liên tiếp là mưa liên thanh được nhắm ra đến từ bên phía của Thunota. Đây là một cái thế trận chơi cực kỳ dễ với anh ta. Với chiêu cuối này còn dễ với Payna nữa. Bởi Payna đang lên cho mình đó là cái đồ hack tiền. Với việc lên đồ hack tiền như này, Payna đang hướng đến một lối lên trang bị, đó là ôm lên cùng với Cafeni. Và cái lối đánh đó nó phụ thuộc vào việc Cafeni có đủ khỏe hay không. Và Cafeni đang thực sự là hưởng lời sau pha ăn rồng đầu tiên này của trận thi đấu. Bin cũng sẽ hưởng lời ở khu vực đường trên khi anh ta sẽ được đánh ở một thế trận là cứ thế thoải mái đẩy thôi. Đường dưới để 4 người đồng đội của mình lo. Wow, đã có lao vào đến xô vào ăn gà. Quoti dứt điểm được Martin cho pha thi đấu đó. Garrick là người bị phát hiện tầm nhìn. Nên anh ta đã phải mất chiều cuối và thoát về được. Quoti đang thi đấu rất bao sân, đặc biệt là khu vực đường dưới này. Tiếp tục là mưa liên thanh được tạo ra để gây áp lực lên phía của đối phương. Anh ta có cơ sở làm điều đó bởi nên nhớ đồng đội của anh ta ở phía sau hậu tuyến là Phương Tê Quy với con bài đó là Payna. Với việc Quoti mất máu nhưng hạ gục được đối phương, anh ta hoàn toàn có thể lùi về với Payna một cách rất dễ dàng. Hai bên đều chặn lính, đó là Chris Kuhn chặn sau và Bin Hoa Mi chặn sớm. Nhưng chặn Chris Kuhn thì về máu. Đâu? Bởi Bin Hoa Mi là người làm sớm hơn. Đi và tự sát không thành. Và anh ta sẽ cố gắng câu nhiều rồi. Thời gian nhất có thể. Nhưng mà đường anh dưới. Ta mới là người có lẽ là sai trong pha câu người vừa rồi. Người bị giữ chân là Phương Tê Quy. Phương Tê Quy đã nằm xuống. Đó, nhưng anh ta lên. Có lẽ là người sai bởi rõ ràng Crick Nack cũng đang cần có mặt ở khu vực đấy để ăn bùa xanh. Mà anh ta cứ câu giờ như thế, Crick Nack cũng càng có lời. Vì lúc ấy một con bùa xanh chưa ra, con rồng hắc ám cũng không thể ăn đến từ In The Dark. Bởi đường trên bị đẩy quá cao. Đúng. Khởi động của tình huống chặn lính đó thì người đi chặn lính trước đó là Bin Họa Mi. Và xích không quay trở lại với tình huống này thì liên tiếp đẩy, nhưng lính đã được tiến vào rồi.
Bin Họa Mi không bị chịu quá nhiều sát thương đến từ trụ và anh ta lui về rất thành công khi có sự bảo kê đến từ Sorry ở phía sau. Thậm chí Bin vẫn còn cho mình đầy đủ cả phép bổ trợ tốc biến ở trong người nữa nên anh ta hoàn toàn có thể lùi về một cách rất là tự tin thôi. Trong một diễn biến khác thì GTV đang là người có lời. Người bị hạ gục trong tình huống vừa rồi chỉ là Phương Tây Quỳ, một người không quá cần thiết đối với đội hình đó, của họ. Trong khi đó con rồng đang được kiểm soát bởi Phương Tây Quỳ. Tuy rằng không thể ăn con rồng này, bởi nếu họ ăn, họ sẽ mắc vào cái bẫy. Bởi nếu như có một chiêu cuối đẹp đến từ Phương Tây Quỳ, ba hoặc bốn thành viên đối phương bị choáng là điều rất bình thường ở trong khu vực hàng rồng. Chưa kể con rồng luôn là nơi ẩn chứa những sai lầm của những người chơi đi rừng nữa. Đồng thì ý. Cái sự hên xui nó sẽ nhiều hơn so với cái sự chuẩn xác. Và đúng, đặc biệt trong ngày hôm nay chúng ta thấy người hên hơn đó là GTV khi liên tiếp họ là người có được con rồng. Nhưng đây là giao tranh nổ ra với chiêu cuối đến từ The Flash. The Flash nhắm vào Thunota. Thunota bị giữ chân nhưng có sự bảo kê rất tốt đến từ người đồng đội. Bin mới là người có điểm hạ gục trong pha thi đấu này. Lướt ra rất đau đến từ Quiskun. Quiskun không hạ gục được Sorry. Sorry lui về được với cái báo liên thanh bảo kê đến từ Thunota. Và con rồng thứ hai dành cho bên phía của GTV. Ở thời điểm hiện tại ở Serie B chúng ta có thể thấy rất rõ ràng con rồng là một nơi rất hên xui. Và nếu như các bạn khán giả có chót hay kiểu nói xấu các game thủ dạng có con rồng mà không trừng phạt được, các bạn hãy cứ thử đánh đấu trên danh vọng đi, các bạn sẽ thấy con rồng là một nơi mà nó là mồ chôn của rất nhiều game thủ. Càng về kiểu như kiểu tâm lý yếu, càng về gọi là kiểu như kiểu là cái khả năng căn trừng phạt yếu là càng dễ mắc sai lầm ở khu vực hàng rồng. Đây là pha bọc sau của Martin đã có chiêu cuối đẩy thi hôn. Chiêu cuối lần hai là trụ không sao, nhưng người chịu sát thương đến từ trụ đó là Phương Tây Quỳ. Phương Tây Quỳ hồi máu cực kỳ nhiều, đẩy lần ba chúng. Tạm thời thì anh ta bảo kê được cho xạ thủ của mình về, đó đã là thành công rồi. Khi mà Peina bị mất càng nhiều máu thì khả năng hồi máu của anh ta lại càng cao. Tôi chỉ có một lời khuyên duy nhất cho In The Dark thôi, đó là hoàn thành càng nhanh những món đồ chống hồi máu càng tốt. Bin Hoạn Mi, Bin không làm gì được bởi Bin đã cố gắng để cản xong lính và Bin sai. Tình huống ở đường dưới thì Thuần NT cũng sai. Anh ta quyết định là ở lại bởi vì nghĩ rằng đối phương đã hết sát thương rồi. Nhưng Chris Kuhn đã xuống. Và tiếp tục là QWERTY. QWERTY có không? Ấu trùng không nhưng đủ. Không gây được sát thương. Với phiên bản trang phục 4.0, khi bạn ăn được con rồng có điểm máu rồng trong người thì tôi nghĩ đó là điểm mà anh ta có thể hạ gục được. Không, nhưng thời điểm này chắc cũng hết cái điểm máu rồng ấy rồi. Bởi vì đây là thời điểm con rồng sắp tới cũng đúng, rồi. Trong những tình huống vừa qua thì hai đội vẫn chưa có đội nào có lợi thế hoàn toàn cả. Nhưng tôi đang cảm thấy ưu hơn cho Cafeni nếu như thực sự là kèo Cafeni thực sự được đánh. Nhưng nếu như vẫn cứ để cho Superman bọc sau thì đó cũng là một câu chuyện khác. Bọc đầu. Điều đó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào Payna. Ở trong những pha thi đấu đó, nếu Payna làm choáng được Superman, làm chậm được Superman, gây khó chịu được cho Superman thì Thunota sẽ là người hưởng lợi tuyệt đối. Rồi, và bây giờ mới đang có những bước di chuyển đến từ bên phía của The Flash xuống đây. Bin sẽ lại bị bắt. Bin bị bắt, nhưng đường giới có khả năng công trụ đến từ bên phía của Thunota. Lính đã được dọn hết, thành công. Nhưng họ kéo xuống đây đến cả 4 người. Lính không còn, tại sao vẫn muốn tấn công? Đây là một Sephira, một tình huống chiêu cuối vô nghĩa đến từ bên phía của GTV. Rồi thì ai đép đường giữa? Mất đường giữa. Rồi thì ai đép đường giữa? Đổi lại con rồng. Tôi nghĩ có khi con rồng này có khi còn mất đến từ Nofia cơ. Đúng. Con rồng này hoàn toàn chưa thể biết được là bên nào sẽ là bên ăn. Trong khi đó đường giữa mất, đường trên mất. Bên phía của GTV một lần nữa di chuyển không được đẹp ở giai đoạn giữa trận. Con rồng cũng mất. Như vậy họ mất cả ba mục tiêu lớn ở trong tình huống này: đường trên, đường giữa và con rồng. Rất đáng tiếc, đường dưới cũng không thể lấy. Con bồ đỏ cũng lại mất. Những mục tiêu lớn lần lượt bị lấy đi. Và đây là Nofia. Rất khó chịu đến từ Nofia. Và play anh ta bắn thẳng trụ, khiến cho Cafeni trong tay của Thunota bắt buộc phải lùi về, chờ lính tiến vào là họ có thể tấn công được cái trụ này. Không có một tình huống can thiệp nào. Bây giờ Kricknack mới ở phía kia bản đồ thì tôi nghĩ là không kịp để có thể phòng thủ được rồi. Và rất nhiều lợi thế dành cho bên phía của Izadak. GTV có lẽ là đội tuyển có nhiều lợi thế ở thời điểm đầu nhất của đấu trường danh vọng mùa này đến thời điểm hiện tại, nhưng cũng là đội tuyển bị mất nhiều lợi thế nhất đến thời điểm hiện tại của đấu trường danh vọng. Họ có tất cả các bản đấu của họ, tôi thấy họ đều có lợi thế ở giai đoạn đầu và sau đó mất dần ở giai đoạn giữa và cuối trận. Hoặc nếu như trận nào họ may mắn thì họ sẽ có thể giành được chiến thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc họ đang không có sự chuẩn bị về mặt chiến thuật giai đoạn giữa. Họ không biết phải làm gì cho nó hợp lý, di chuyển sao cho hợp lý. Bin bị dí bởi Garrick. Garrick rất khó chịu ở trong những pha thi đấu này. Đây là vị tướng hồi phục nhiều, sát thương đau, lại có thêm rất nhiều những cái hiệu ý gây khó chịu cho đối phương. Thêm cả chiêu cuối khiến cho có thể câu được rất nhiều combo của đối phương nữa. Đó là lý do vì sao đây vẫn là một vị tướng gây khó chịu hoàn toàn dành cho những đội tuyển ở phiên bản hiện tại. Thời điểm này là thời điểm mà hai bên đang rất ngang cơ thôi.
Nhưng bên phía của GTV là đội tuyển di chuyển có vẻ như là không tốt bằng so với đối phương. Họ đang bị đối phương ép ở mọi mặt. Việc xuất hiện Payna trong đội hình đồng nghĩa với việc nếu đánh giao tranh họ sẽ khỏe hơn. Nhưng nếu đối phương không cho họ giao tranh thì sao? Họ không thể giao tranh được thì sao? Khả năng hồi phục của phương TQ vẫn đang là một mấu chốt để cho bên phía của GTV có thể chống cự được những đợt tấn công đến từ bên phía của Izadak. Nhưng họ rất tỉnh táo. Đây là giai đoạn mà Izadak họ đã làm tốt hơn so với cả GTV. Trước đó chúng ta thấy ván đấu đầu tiên, GTV có được nhiều lợi thế nhưng họ bỏ con Seja sống trên mặt đất cực kỳ lâu. Nhưng với Izadak họ không tấn công được đối phương, họ ngay lập tức đổi mục tiêu, đó là những mục tiêu lớn khác. Tạm thời là Seja, với Seja này họ hoàn toàn có thể lấy đi tiếp tục là những dàn trụ phía bên ngoài để thu hẹp cái điểm kiểm soát bản đồ đến từ bên phía của GTV. Tiền đã ngoay ngược trở lại là 4.000 tiền dành cho bên phía của Izadak rồi. Và Izadak đang tiến đến con bùa lợi mạnh thứ hai của bản đồ. Martin đang gây khó chịu nhiều hơn là việc muốn đánh chết Payna. Họ đang muốn thu hút sự chú ý. Đây là kế điệu hổ ly sơn của thành Martin công. Và anh ta thành công. Thành công, và đó là cái quyền năng hắc ám dành cho Chris Kuhn. Anh ta có thể tự tin hơn với những tình huống băng thẳng vào người của Thunota. Đây, kiểu như tình huống chăng? Này chẳng hạn họ đang muốn chơi. Chris Kuhn đã tích cái kiếm đỏ của mình. Kiếm đỏ đã có, liệu có lao vào hay không? Đang chờ, lính tiến vào rồi. Khép góc tạm thời là lấy cái trụ này và đã là thành công. Con rồng tiên phong tôi thấy vẫn chưa được thả ra đúng không? Đúng rồi, vẫn đang trên tay của Blake. Và bây giờ thì bên phía của GTV bắt buộc phải rơi vào thế phòng ngự toàn tập. Họ chưa thể tìm ra được một cái đường lối nào để có thể giành lại được lợi thế của đối phương. Họ sẽ phải chờ đợi qua cơn khủng hoảng này. Nhưng đây là đâu biết chúng hết tất cả mọi người. Và đó cũng là lúc mà bên phía của IGD họ lao vào càn quét và hạ gục, hủy diệt bên phía của GTV. Bin Hòa Mi bây giờ mới tới. Anh ta chấp nhận cái mục tiêu đó là cân nằm. Nhưng cân nằm là cực kỳ khó. Và tôi dám khẳng định đây là bàn đấu 2-1 dành cho bên phía của Izadak. Và một lần nữa thì sẽ có một highlight xuất hiện cuối tuần trong trận thi đấu này. Và đó là No Fear với một pha úp lộ cả 4 thành viên của đối phương. Một pha lốc chân không quá tuyệt vời của No Fear đã khiến cho GTV không thể phòng ngự được. Nếu giành được lợi thế, GTV chưa chắc đã biết cách để có thể kết thúc trận đấu. Nhưng nếu bị thất thế thì họ cũng đã gặp phải một đội tuyển biết cách để kết thúc trận thi đấu rất nhanh và cực kỳ nguy hiểm. No Fear với một tình huống tỏa sáng đã khiến cho người ta phải nhắc đến tên của anh ta trong một ngày thi đấu mà anh ta ở thời điểm đầu, những thời điểm đầu anh ta không để lại được dấu ấn của mình. Nhưng đến thời điểm quyết định thì No Fear đã tỏa sáng với con bài The Flash. Đúng với cái tên In The Dark, họ là những ẩn số bước ra từ bóng tối. Khi thoát ra từ bóng tối thì The Flash của No Fear đã tạo được một cái pha highlight nó cực kỳ mãn nhãn với một tình huống mở giao tranh tốt, một tình huống càn và tốt đến từ cả năm thành viên. Họ rất ăn ý, chỉ một cái tích tắc chụm lại cả năm thành viên thôi. Liên tiếp là những đợt sát thương được nhồi vào và khiến cho bên phía của GTV họ không kịp trở tay trong pha giao tranh vừa rồi. Tôi nghĩ chính những thành viên của GTV cũng là những người bất ngờ sau những cái sau tình huống thoát ra khỏi bóng tối đến từ Izadak. Trận thi đấu này thì có lẽ GTV phải tự trách mình. Đúng. Với những lợi thế mà họ đã có ở giai đoạn đầu trận, rất nhiều đội tuyển sẽ snowball trận đấu cực kỳ nhanh. Với GTV thì không. Họ không đủ khả năng làm được điều đó. Và họ đã chịu thất bại thứ hai của mùa giải. Điều đó đồng nghĩa với việc cánh cửa để vào được với đấu trường danh vọng của họ đã khép lại từ từ. Không quá mạnh nhưng cũng là một cái điều rất khó khăn, rất nguy hiểm. Bởi ở thời điểm hiện tại họ đang âm 2 ở trên bảng xếp hạng. Trong khi đó Izadak có điểm số tiếp theo, họ đang dương 2. Với đấu trường mà một điểm thắng tính là một điểm cộng, một điểm thua tính là một điểm trừ, thì đây chưa phải là điều gì quá tệ dành cho GTV. Nhưng với việc đây đều là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé vào vòng tiếp theo thì GTV đang tự đóng cánh cửa của chính bản thân mình. No Fear là MVP trong ván thi đấu này với điểm KDA cũng không phải quá kinh khủng, 206 thôi. Nhưng cái quan trọng là pha thi đấu cuối cùng. Đúng. Nên nhớ đó là pha thi đấu cuối cùng. Cách dứt điểm trận đấu đang là một cái vấn đề rất khó khăn dành cho cả 6 đội tuyển đến từ bên phía của đấu trường danh vọng Serie B. Nhưng chỉ với một tình huống mấu chốt vừa rồi thôi thì No Fear đã giải tỏa được cái cánh cửa đó dành cho đội tuyển của mình. Và chiến thắng rất thuyết phục của Izadak. Mặc dù là ván đấu thứ 3, nhưng đây cũng là một cái ván đấu mà bên phía của Izadak họ thể hiện cái bản lĩnh cũng như là khả năng lật kèo của mình sau những tình huống giai đoạn đầu trận đấu bị mất lợi thế. Một trận thi đấu rất đáng tiếc cho GTV. Ở trong trận thi đấu này thì thực ra lỗi của họ nó đến từ việc họ không thực sự quyết liệt ở một đường nào cả, chứ không phải là ở mặt kỹ năng. Một lần nữa kỹ năng của họ cũng không hề tệ. Và ở trong hang rồng họ cũng là đội may mắn hơn. Thượng đế đã mỉm cười với họ với con rồng đầu tiên. Đúng. Khi
khi mà Blazet là người mắc sai lầm. Nhưng rất đáng tiếc là sau con rồng đó không có cái trụ nào được lấy đi cả. Không hề có một cái trụ nào được lấy đi cả. GTV với Tunota, với Phương Tây Quỳ, với Kricknack, với Tulen hoàn toàn có thể snowball trận đấu cực kỳ nhanh ở giai đoạn đầu. Thậm chí kể cả với Bin Họa Mi, nếu như muốn có thể kết hợp cùng với những đồng đội của mình lấy trụ thật nhanh sau đó về đường của mình. Bởi anh ta là người cản lính cơ mà. Anh ta cản lính được xong anh ta hoàn toàn có thể xuống với những đồng đội của mình nếu như cảm thấy đồng đội của anh ta không đủ sát thương. Nhưng rất đáng tiếc họ, một lần nữa phải nói lại, đó là họ không lấy được bất kỳ một cái trụ nào cả. Ham đánh nhau, thiếu kiểm soát, đó chính là công thức mà GTV họ đã mất đi hai ván đấu còn lại của cái cặp Goba này. Và nên rút kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Như ngày thi đấu hôm qua thì họ đã cũng, trong so với ngày thi đấu hôm nay họ cũng đã có những cái khởi sắc so với ngày hôm qua rồi. Đặc biệt Interlak là một đội tuyển được đánh giá là mạnh hơn so với cả Amaster so với ngày hôm qua. Nhưng GTV họ vẫn là những cái lỗi mà lỗi thiếu về mặt kiểm soát, lỗi thiếu về mặt di chuyển ở giai đoạn cuối trận đấu. Những cái lỗi này không phải khắc phục được trong một sớm một chiều. Đúng. Chúng ta đều có thể hình dung được đó là những cái lỗi này chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều ở trong quá khứ, đó là TTN. TTN trong quá khứ trong nên nhớ trong 7 nhân với lại cả 2 là 14 vòng đấu là 28 trận thi đấu của họ. 28 trận thi đấu của họ, nên nhớ trong 28 trận thi đấu đó của họ, họ cũng phải có khoảng độ 10 trận. Đúng rồi. Là hoặc là ít nhất là phải tầm khoảng 7-8 trận là có lợi thế ở giai đoạn đầu, giết được đâu đó 5-7 mạng hạ gục của đối phương. Đúng. Nhưng họ không bao giờ biết cách kết thúc trận đấu, bởi đơn giản họ không có sự luyện tập đến từ sự ăn ý từ các thành viên. GTV cũng như vậy, họ cũng có những thành viên tốt có khả năng gây đột biến, họ cũng có những thành viên có khả năng tạo được sức ép cho đối phương. Nhưng cái quan trọng là ở cái thời điểm mà chúng ta cần thấy ở một đội tuyển chuyên nghiệp thì chúng ta đang nhìn thấy ở EVOS, đang nhìn thấy ở IGP, một phần nào nhìn thấy ở In The Dark nhưng chưa nhìn thấy ở GTV. Đồng ý với những nhận định vừa rồi, và chúng ta đã có những cái sai lầm nó rất đáng tiếc dành cho GTV. Và tôi nghĩ sau những cái bài học nó quý giá như thế này thì những cái nhân tài, những cái mầm có thể được phát triển tốt hơn ở giai đoạn sau, cũng như đây cũng là một cái ý nghĩa để cho các đội tuyển có thể cọ sát nhiều hơn trước khi tiến lên với giải A của chúng ta, đúng không? Thì ván đấu vừa rồi, Bin Họa Mi cùng những người đồng đội đã không có được chiến thắng, một trận thua, mặc dù họ đã có được rất nhiều những cái lợi thế ở đầu trận đấu. Thế anh ta nên với cái bộ tộc của anh Tùng đi, thì tôi nghĩ từ Họa Mi nó đang không đủ lực để có thể gánh cái đội hình này, nên đổi thành Bin Đại Bàng hoặc là Bin Đá Điều gì đó, tôi nghĩ sẽ lực hơn. Thật ra là Bin thì có biệt danh là Bin Kute. À, Bin Kute. Bin Đẹp Dai. Bin Đẹp kiểu Dai. Vậy. Thế từ ngày về Team Họa Mi anh ta lấy tên là Bin Họa Mi. Nhưng mà thực ra là về việc đánh cho KTV thì chúng tôi cũng không hề có bất kỳ một sự liên hệ nào cả. Về việc gọi là chiến thuật hay cái gì cả thì đều là KTV tự tổ chức các thứ. Tôi cũng không hề có bất kỳ một cái liên hệ nào thông qua cái vấn đề đó. Thì cũng rất là hy vọng là GTV có thể mang lại bất kỳ một cái niềm, cái bản sắc nào đó cho khu vực miền Bắc. Vậy nên nhớ ở thời điểm hiện tại khu vực miền Bắc đang là hai đội tuyển đứng cuối, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Còn hiện tại phải dành sự chúc mừng dành cho iMaster, dành cho In The Dark. Họ đang là hai đội tuyển có được cho mình lợi thế trong cuộc đua giành vé vào đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019. Còn những đội tuyển vẫn còn cơ hội đó sẽ là EVOS, IGP, thậm chí là GTV và MOB. Nhưng MOB là đội tuyển có lẽ là ít cơ hội nhất, bởi đúng, thông qua những gì mà họ đánh ở trong hai vòng thi đấu vừa qua, chúng ta thấy rõ ràng là họ không chỉ non về mặt kinh nghiệm thi đấu chiến đấu mà họ đang còn non về cả mặt chất tướng nữa cơ. Còn với GTV thì họ không phải quá yếu về mặt gọi là sử dụng tướng, nhưng họ đang yếu về mặt đó là cái kinh nghiệm thi đấu ở giai đoạn giữa và cuối trận. Đồng ý. Và chúng ta cùng đến với lịch thi đấu của vòng thứ 3 của đấu trường danh vọng Serie B. Đây là vòng đấu sẽ diễn ra vào ngày 17. Đó là trận đấu mở màn, đó là iMaster và EVOS. Trận đấu thứ 2, Easy Duck và MOB. Đội tuyển đang được đánh giá rất cao và một đội tuyển được đánh giá rất thấp. Và trận đấu thứ 3 có lẽ là một trận đấu cân tài cân sức hơn một chút giữa IGP và Game TV. Xét về những cặp đấu đầu như thế này thì rõ ràng Easy Duck vẫn là đội hưởng lợi nhiều nhất, bởi họ hoàn toàn có thể vươn lên bật đầu của bảng xếp hạng. Bởi iMaster cũng đang gặp một cái thử thách rất khó khăn, đó là EVOS. Chúng ta sẽ kết thúc ngày thi đấu ngày hôm nay ở đây, và chúng ta xin hẹn gặp lại các bạn sau khoảng một gần tuần. Một tuần nữa. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tôi và Hải Phong xin nói lời xin chào. Xin chào.